vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 16. Đã như vậy, tại sao anh ta phải bỏ qua cho 8 vị tông sư này? Tiêu Lãng sắc mặt hơi biến sắc, tuy rằng giấy cá cược đã được ký kết trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần Sở Trần không nhắc tới, sẽ không có ai coi là thật. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sở Trần khiến sự việc trở lên nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt của đám người Vệ Thu Căn trở lên khó nhìn vô cùng. Sau một lúc im lặng, giọng nói của Vệ Thu Căn trầm thấp, nhìn chằm chằm Sở Trần, làm người hãy lưu một đường, ngày sau để nói chuyện. Sở Trần nôi một tiếng, ta không có nhu cầu gặp lại ông. Tống Nhan, Sở Trần, lúc này, giọng nói của Tiêu Thiên Hà đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hai mắt trợn tròn, vô cùng tức giận, Vệ Tông Sư đã chủ động xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Sở Trần vung tay lên, giấy trắng mực đen, không phải rõ ràng sao? Sở Trần dừng lại nhìn Tiêu Thiên Hà, Tiêu Lão Tông Sư, vì nề mặt Tiêu Lãng tiểu thư, vừa rồi tôi đã thuyết phục ngài đừng ký tên. Tiêu Thiên Hà sắc mặt càng đen, Tiêu Ly nháy mắt với Tiêu Lãng. Theo suy nghĩ của cô ấy, Sở Trần là một người hâm mộ của Tiêu Lãng, nếu Tiêu Lãng cầu tình Sở Trần, hẳn là có tác dụng. Tiêu Lãng nhíu mày, cô vốn nghĩ sự việc tối nay được ổn thỏa là tốt nhất, nhưng lúc này, Sở Trần đang cầm hiệp ước giấy trắng mực đen, nhất thời cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành là địch. Vệ Thu Căn vẻ mặt âm trầm nói. Sở Trần chế nhạo, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, định công khai lật lọng sao? Đúng vậy, nếu như Trần ca thua, e rằng tất cả chúng ta đã quỳ xuống để các ngươi làm nhục rồi. Hạ Bác chế nhạo, Bát Đại Tông Sư nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Sở Trần. Hồi lâu, Vệ Thu Căn thở dài, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, quỳ xuống là không thể, Sở Trần, ta khuyên ngươi nên có chừng mực. Vừa dứt lời, Tống Thiêu cùng đám đệ tử tinh anh quyền quán lập tức la ó. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhiều giọng nói khác nhau cũng vang lên. Tôi là một đệ tử của một quyền quán bình thường, ước mơ của tôi chính là một ngày nào đó được gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Thật không ngờ, tối nay, giấc mơ của tôi đã bị bóp chết. Ngay cả bội ước đều có thể lẽ thẳng khí hùng mà hủy bỏ, tối nay ta cũng coi như được kiến thức tác phong của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Thế nhưng, lấy thân phận địa vị bọn họ, coi như bọn họ có trở mặt không nhận nợ, nói thật, Sở Trần cũng không làm gì được. Vẻ mặt của Tiêu Thiên Hà vô cùng khó xử. Ông ta biết rất rõ rằng mặc dù Sở Trần không thể làm gì bọn họ, nhưng với sự tình đã náo động như vậy, sau tối nay, uy tín của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sẽ giảm xuống mức đóng bảng. Sở Trần ánh mắt quét qua Bát Đại Tông Sư trước mặt. Xem ra các vị đều chắc chắn một chuyện, cho dù không quỳ, ta cũng không làm gì được các vị. Sở Trần nói, sự thật quả như vậy, nhưng ta càng nhìn vào cái ỷ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành này, ta càng không vừa mắt, các ngươi hãy nghe đây. Sở Trần giọng điệu dừng lại, hắn nhẹ giọng nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ đích thân tới cửa, khiêu chế Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, tuyệt đối đừng nói với ta, một cái Liên Minh Tông Sư lớn như thế, ngay cả một người có thể đánh cũng không có. Vẻ mặt Vệ Thu Căn và những người khác liền biến sắc. Bọn họ ngay lập tức hiểu được ý định của Sở Trần. Nếu tối nay hắn không thể làm gì bọn họ, hắn sẽ trực tiếp hướng thẳng Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Chuyện lớn thế này nếu xảy ra, 8 người bọn họ, e rằng khó có chỗ đứng trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Trừ khi, có ai đó đánh bại được Sở Trần. Tiêu Thiên Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Ông ta không tin Sở Trần không ai có thể địch. Đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tiêu Thiên Hà lạnh lùng đáp lại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhấc lên sóng gió lớn thế nào. Được copy tại tramchuyenvn. Tiêu Thiên Hà vung tay, xoay người rời đi. Vệ Thu Căn cũng hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trần. Cùng các tông sư khác quay người rời đi. Hạ Bác đi đến bên cạnh Sở Trần, vẫn nhìn về hướng đối phương rời đi, xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì mà tông sư chó má, lần yếu sợ mạnh thôi, thì hiện tại không phải liền cúp đuôi bỏ đi, Trần ca, cứ như vậy để bọn họ rời đi sao? Cũng quá tiện nghi cho bọn hẳn rồi. Sở Trần nghĩ ngợi một hồi rồi đề nghị, hay bây giờ ta xông lên đánh bọn họ một trận để chút hận trong lòng. Hạ Bác hai mắt sáng lên, vừa định tỏ ý tán thành. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong lòng chợt nản lòng, thôi quên đi, đây là Dương Thành, bên ngoài vẫn có cảnh sát theo dõi, nếu làm như vậy thì cảnh sát nhất định sẽ can thiệp. Yên tâm đi, nói không chừng, sau này bọn họ sẽ hối hận vì tối nay không quỳ tại đây. Sở Trần nhẹ nói, sau đó nhìn về phía người của Hạ gia mà Hạ Bắc đưa tới, mỉm cười nói, tối nay, cảm ơn các vị.
Sở Trần sớm đã coi Hạ Bắc như anh em của mình, Sở Trần đương nhiên rất vui với thái độ của Hạ gia vào tối nay. Một trận kịch vui kết thúc, người xem lần lượt rời đi, Tôn Tiểu Nguyệt cũng đóng y ải phòng phát sóng trực tiếp. Ngay lúc Sở Trần và Tống Nhan đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, Sở Trần, chờ một chút. Sở Trần quay người lại, có chút kinh ngạc nói, Tiêu Lãng tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Hắn thực sự không để ý tới. Tiêu Lãng đi tới, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, Sở Trần, về chuyện tối nay, tôi thay mặt ông nội xin lỗi anh, tôi biết anh sẽ không bỏ qua, nhưng Tiêu Lãng đột nhiên không biết phải nói thế nào. Tiêu Lãng tiểu thư, tôi hiểu ý cô. Sở Trần cười nhẹ, tôi chỉ có thể hứa với cô, tôi sẽ không cố ý nhắm vào Tiêu Lão Tông Sư. Sau khi Sở Trần và Tống Nhan rời đi, Tiêu Lãng mới hồi thần lại, cô, Sở Trần là có ý gì? Hắn sẽ nhắm vào toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, về phần Lão Gia Tử, tùy vào thái độ của ông ấy. Tiêu Lai cảm thán một tiếng, ta thật sự có một loại dự cảm, Sở Trần có khả năng đem Liên Minh Tông Sư Cửu Thành lật đến long trời nở đất. Bên trong xe, trên đường về nhà, Tống Nhan nhịn không được hỏi, Sở Trần, ngày mai anh thực sự sẽ đi khi yêu chế Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sao? Sở Trần híp mắt lại, cũng không thể để cho người ta nghĩ, Sở Trần ta, muốn bắt nạt liền bắt nạt. Trong lòng Tống Nhan run nhẹ, ngày mai, quyền giới Dương Thành, lại thêm địa chấn. Trở lại Tống gia, trời đã khuya, đèn trong đại sảnh của biệt thự vẫn sáng. Tống Thiên Dương cùng vợ từ bên trong bước ra. Các con trở về liền tốt, Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc nhìn Sở Trần. Tên ngốc này thật giỏi gảy chuyện, vợ chồng bọn họ cũng xem buổi truyền hình trực tiếp của Tôn Tiểu Nguyệt, sau khi thấy Sở Trần tự mình đánh bại bát đại tông sư của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, sau một hồi vui mừng phấn khích, lại lập tức lo lắng. Sau lưng bát đại tông sư đó đều là những thế lực quyền quán nổi tiếng Dương Thành. Mỗi cái đều đại biểu cho mỗi thế lực. Khi Tôn Tiểu Nguyệt tắt chương trình phát sóng trực tiếp, cả hai người đều lo lắng không biết họ có thể rời khỏi Dương Thành một cách an toàn hay không. Sở Trần, thật may là cuối cùng con không bắt buộc 8 vị tông sư kia quỳ xuống, nếu không, sự việc sẽ càng mất kiểm soát. Tống Thiên Dương khi nói về chuyện này vẫn có chút sợ hãi, nhất là thời điểm thấy Sở Trần yêu cầu bọn họ quỳ xuống. Tống Thiên Dương đã bị choáng váng. May mắn thay, mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn. Bát đại tông sư lần lượt rời đi, Sở Trần cũng không có ngăn cản. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Tô Nguyệt nói, nhân tiện, ta có tin vui báo cho các con. Hôm nay Hạ Tiên Sinh đã phân tích tình hình hiện tại của Hoàng gia và đưa ra kết luận. Nếu không có chuyển biến khác, trong vòng nãm ngày nữa, nếu Hoàng gia không lựa chọn từ bỏ Kim Than City, thì tổn thất bọn họ phải chịu còn nặng nề hơn gấp 10 lần. Nhắc đến chuyện này, Tống Thiên Dương ánh mắt cũng sáng lên, NSLN Sở Trần một cái thật sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi Sở Trần tuyên bố đổi họ của Kim Than City, mọi người đều nghĩ rằng Sở Trần chỉ đang phóng đại, nói những lời không thực tế, Kim Than City là căn cơ của Hoàng gia, nếu Hoàng gia mất đi Kim Than City, giống như bị đào mất trái tim. Làm thế nào mà Hoàng gia có thể từ bỏ Kim Than City? Trừ khi bọn họ bị buộc phải làm như vậy. Nhưng với nhận định của Hạ Ngôn Hoan, Tống Thiên Dương không chút nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, gia tộc giàu có số một Thiền Thành, lại bị một người con rể Tống gia cưỡng bức đến mức độ này. Chuyển biến, Sở Trần suy nghĩ một chút, cười nói, sẽ không có bất kỳ chuyển biến nào có lợi cho Hoàng gia. Trên thực tế, ngay từ lúc Ninh gia ra tay, Hoàng gia nên chủ động đầu hàng, lúc đó tổn thất của bọn họ sẽ bị đẩy xuống thập nhất. Nhưng đáng tiếc Hoàng gia từ đầu tới cuối vẫn ôm tâm thế chờ may mắn. Sở Trần và Tống Nhan trở về tổ ấm biệt thự của Minh. Sau khi tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ một lúc, Tống Nhan lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy đi về phòng. Mở cửa phòng, Tống Nhan dừng lại, quay người, thấy Sở Trần đang háo hức nhìn cô. Sở Trần, Tống Nhan nhẹ giọng nói. Sở Trần lập tức đứng lên. Sau đó Tống Nhan nhẹ giọng nói, hôm nay cảm ơn anh. Sau đó, Tống Nhan bước vào phòng và đóng cửa lại. Sở Trần, ngay lúc Tống Nhan vừa quay đầu lại, trong đầu Sở Trần thậm chí còn nghĩ đến hàng loạt tình huống nam nữ. Nhưng tiếng đóng cửa của Tống Nhan đã đưa Sở Trần trở lại hiện thực, hắn ngồi xuống uống một tách trà để áp chế chút tiểu niệm trong lòng. Trong màn đêm tại khách sạn, phòng Tổng thống, Ninh Tử Châu đang cầm điện thoại di động, trong đó liên tục diễn ra cảnh Sở Trần lãng không giá vào bát đại tông sư. Sở Trần này thực sự mạnh như vậy sao? Ninh Tử Châu nhìn đi nhìn lại, mỗi lần trong mắt đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
mỗi một người trong 8 người bị Sở Trần đá, hắn đều nhận ra, mỗi người đều là nhân vật có tiếng trong quyền giới Dương Thành. Thế nhưng bát đại tông sư liên hợp cùng nhau tiến lên, kết quả bị đánh tan. Có lẽ có thể, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Ninh Tử Châu, nhưng anh ta lại lắc đầu, không được, không thể đi hắn ta, nếu không, ta sẽ phải gọi hắn là Sở Thúc. Ninh Tử Châu phát thề, đánh chết hắn cũng sẽ không gọi Sở Trần một tiếng, Sở Thúc. Cũng không thể vì một chút tổn thất mà khom lưng. Ninh Tử Châu tự nói, không khỏi lại liếc nhìn Sở Trần trên màn hình điện thoại. Chỉ qua một đêm, video Sở Trần thách đấu bát giải tông sư đã trở nên phổ biến trong quyền giới tỉnh Quảng Đông. Tên tuổi của Sở Trần đã vang dội khắp quyền giới, mà uy tín của Liên minh Tông sư Cửu Thành cũng rơi xuống mức thảm hại sau đêm hôm đó. Đường đường là Liên minh Tông sư Cửu Thành lại tự biên tự diễn một trò hay, thật nực cười khi cuối cùng lại bị Sở Trần tát vào mặt. Trước đây, Vệ Thu Căn từng là thần tượng của tôi, mà tôi cũng theo đang theo học tại Uy Dương Quyền Quán, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi Uy Dương Quyền Quán, tôi cảm thấy quá mất mặt khi ở đây. Ta cũng thế, đồng dạng. Các ngươi đừng mang tiết tấu ra nói lung tung, ta không tin bát đại tông sư nổi tiếng Dương Thành lại đi hãm hại kẻ vô danh tiểu tốt như Sở Trần, khẳng định là Sở Trần đã dùng thủ đoạn không ai nhìn ra. Ôi ôi, Sở Trần còn tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành cơ đấy, hắn thật có bản sự này, sao giờ này vẫn chưa thấy hắn xuất hiện tại tòa nhà Cửu Thành. Tòa nhà Cửu Thành ngay từ sáng sớm, nhiều người quan tâm đến quyền giới đã tập trung tại quảng trường trước tòa nhà Cửu Thành. Tất cả đều muốn biết liệu Sở Trần có xuất hiện ở toàn nhà Cửu Thành hay không. Một người nào đó đã đăng một cuộc thăm dò trên một diễn đàn quyền giới nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông, hơn 90% số người tin rằng Sở Trần sẽ không xuất hiện. Lý do rất đơn giản. Sở Trần không thể một mình chống lại toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành. Thế cục ở Thiền Thành đang rất phi diệu, Sở Trần hợp nhất với các nhà để đối phó với Hoàng gia, lúc này... Hoàng gia quả thực rất mong Sở Trần xảy ra chuyện để thay đổi thế cục ở Thiền Thành, thời điểm này, Sở Trần chắc hẳn sẽ không mạo hiểm để tới tòa nhà Cửu Thành. Nếu Sở Trần thật sự muốn cùng Liên minh Tông sư Cửu Thành cường ngạnh, tối hôm qua hắn có thể cứng rắn đến cùng với bát đại tông sư, dù sao, tối hôm qua, hắn cũng là người chủ động trong vụ đánh cược, thực lực của hắn cũng đủ tự tin. Cho nên nói, tối qua, Sở Trần buông lời chỉ là để hạ bậc thang thôi. Từng chuyên gia phân tích xuất hiện. Một xẻ gần như toàn bộ thế giới nội tâm của Sở Trần, rõ ràng từng cái một. 11 giờ trưa, những người tập trung tại tòa nhà Cửu Thành dần dần giải tản. Bên trong tòa nhà Cửu Thành, 8 vị tông sư do Tiêu Thiên Hà đứng đầu đang ngồi trong một văn phòng. Từ dây bọn họ có thể nhìn xuống quảng trường bên dưới qua cửa sổ kính. Mọi người đi rồi, Sở Trần cũng không có xuất hiện. Vệ Thu Căn thở phào nhẹ nhõm, trong chuyện này hắn đối lý. Cho nên hắn không muốn sự tình càng thêm tồi tệ hơn. Giờ khắc này, Vệ Thu Căn không còn ý tứ giúp Diệp Yên trả thù nữa. Hắn ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bảo vệ mình. Hừ, ta ngược lại hy vọng Sở Trần có thể tới, hôm nay, vừa vặn có Hoàng Phủ Minh có mặt ở đây, có thể dạy cho hắn một bài học. Tiêu Thiên Hà lại ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tối hôm qua Sở Trần cố ý dùng vòng tròn để dẫn chúng ta xuống hố, điều này cho thấy hắn ta là người thông minh. Người thông minh sẽ không làm chuyện ngu ngốc, hơn nữa hắn biết nếu đối phó với toàn bộ Liên minh Tông sư Cửu Thành thì sẽ có ý vị gì. Tiêu Thiên Hà dừng lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một chiếc xe dừng lại. Cửa xe mở ra, Sở Trần xuống xe, ngẩng đầu lên, dường như cùng lúc nhìn thấy Tiêu Thiên Hà ở trên cao. Tiêu Thiên Hà vô ý thức loạng choạng lùi lại hai bước, mấy tông sư còn lại lần lượt đứng lên, tiến vài bước về phía trước. Sở Trần, Vệ Thu Căn sửng sốt. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Sở Trần không thể xuất hiện tại tòa nhà Cửu Thành. Vậy mà, Sở Trần lại một lần nữa khiến mọi người thất kinh. Quả thực không coi ai ra gì. Lê Chí Quân tức giận, chuyện tối hôm qua chúng ta không có truy đến cùng, để hắn bình yên trở về Thiền Thành, mới qua một đêm, hắn lại dám đặt chân đến Dương Thành, đồng thời đi thẳng tới tòa nhà Cửu Thành sao? Tên Sở Trần này, đơn giản là quá mức bảnh trướng rồi. Cũng không biết hắn có kỳ ngộ gì, tuổi còn trẻ lại có thực lực như vậy, nhưng không may cho hắn, hôm nay vừa vặn có minh chủ Hoàng Phủ ở đây. 8 vị tông sư nhao nhao đứng lên, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, hắn đã đến gần lối vào cửa chính của tòa nhà. Bên cạnh Sở Trần chỉ có Tống Nhan, hắn ta thậm chí đơn phương độc mã xông vào tòa nhà Cửu Thành. Vẻ mặt của Tiêu Thiên Hà âm trầm một hồi, ông ta xoay người đi về phía cửa lớn, người tới là khách, ta ngược lại muốn xem.
hắn ta có thể nhấc lên sóng gió gì. Vệ Thu Căn cảm thấy trong lòng có chút bất an, dù sao chuyện xảy ra đêm qua là do hắn dùng chuyện công báo thủ riêng, mượn uy danh của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành để chèn ép Sở Trần. Mặc dù bây giờ Bát Đại Tông Sư cùng một trận tuyến, nhưng Vệ Thu Căn rõ ràng, mấy vị Tông Sư này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trách tội với hắn. Vệ Thu Căn không muốn chuyện bị làm lớn, theo bước chân của Tiêu Thiên Hà, vội vàng đi ra ngoài. Trước lối vào chính của tòa nhà Cửu Thành, Sở Trần ngẩng đầu, cảm thán một tiếng, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, quả nhiên nhiều tiền, cả một tòa nhà đều thuộc về Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, đúng là khí phái, chỉ có điều, không biết bên trong có ai có thể đánh không. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần mỉm cười, em thật hiểu anh, bà xã à. Tống Nhan, tên ngốc Sở Trần này vừa rời giường ngủ liền lôi kéo cô đến Dương Thành, đi thẳng tới tòa nhà Cửu Thành. Anh ta còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tôi đọc khảo sát trên diễn đàn, có hơn 90% mọi người nghĩ rằng anh sẽ không đến. Phật tranh một nén hương, người tranh một cái khẩu khí. Sở Trần đi về phía trước, Bát Đại Tông Sư ngang nhiên phá vỡ bội ước một cách vô cùng xấu hổ, nếu ta không làm ra chút chuyện, ta sẽ luôn cảm thấy có lỗi với bà xã của mình. Tống Nhan, liên quan gì tới ta chứ? Hồi lâu, Tống Nhan nói, tóm lại, anh liệu mà xử lý mọi chuyện. Trong chuyện này anh chiếm lý, tôi cũng không tin toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều là người không nói đạo lý. Nếu như đánh thắng được, liền dùng nắm đấm nói chuyện, nếu như đánh không lại, liền cùng bọn họ giảng đạo lý. Sở Trần kinh ngạc liếc nhìn Tống Nhan mặt đỏ bừng, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Trần cười to một tiếng, sải bước đi lên, ngay khi vừa đi lên cầu thang, liền bị bảo vệ chặn lại. Các vị có hẹn trước không? Bảo vệ hỏi. Sở Trần lấy tờ giấy trong tay vừa mở ra, cười nói, tôi có hẹn với 8 vị tông sư, hôm nay tới đây nói chuyện. Nhân viên bảo vệ nhìn nội dung trên tờ giấy, con người không khỏi chấn động. Anh ta vô ý thức lui về phía sau hai bước, vẻ mặt không tin nhìn Sở Trần, anh chính là Sở Trần. Nhân viên bảo vệ hô to một tiếng, bất giác xung quanh không ít người nhìn lại. Cả đám đều ngốc mất mấy giây, sau đó giật mình lấy lại tinh thần. Mẹ kiếp, thực sự là Sở Trần. Sở Trần đến rồi, hắn quả thực gan to bằng trời, thế mà lại dám đến. Diễn đàn, mấy vị đại thần vẫn đang phân tích lý do tại sao Sở Trần không thể xuất hiện tại tòa nhà Cửu Thành, khiến khán giả vô cùng tin phục và tán dương. Không hồ là đại thần diễn đàn, phân tích rõ ràng thế giới nội tâm của Sở Trần. Nhiều tiếng nịnh hót vang lên, nhưng mà, đột nhiên, một bài đăng mới xuất hiện. Nội dung tóm tắt đơn giản, Sở Trần đến nhấp vào bài đăng. Rõ ràng là một bức ảnh, Sở Trần đang cầm một tờ giấy và đứng trước mặt nhân viên bảo vệ, bên cạnh anh ta là một tuyệt thế giai nhân, mặc dù chỉ chụp một bên mặt, nhưng cũng đủ để tim mọi người đập thình thịch. Một hàng chữ được ghi dưới bức ảnh, ngay vừa rồi, Sở Trần xuất hiện ở phía trước của tòa nhà Cửu Thành. Toàn bộ diễn đàn bùng nổ, các đại thần đều im lặng, cú tát này đến quá nhanh, trong lúc không đề phòng, để người ta tát sưng mặt. Tòa nhà Cửu Thành, nhân viên bảo vệ định thần lại. Có chút kinh hãi liếc nhìn Sở Trần. Đương nhiên, anh ta đã nghe về những gì đã xảy ra đêm qua. Khi nhân viên bảo vệ chuẩn bị báo cáo, phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập tới. Nhìn lại, người tới là Tiêu Thiên Hà cùng 8 vị tông sư khác. Nhân viên bảo vệ thức thời bước sang một bên. Sở Trần, người vẫn còn rông dài chưa xong sao? Vệ Thu Cản giận dữ giống lên. Sở Trần han mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vệ Thu Căn. Cái gọi là nghi thức nhập môn là do ông tự biên tự diễn, cuộc đánh cược tối hôm qua, nội dung phía trên, là do ông viết ra từng chữ, kết quả ông lại nói ta ở đây rông dài. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn ảm đạm, cậu rốt cuộc muốn gì? Lê Chí Quân lạnh lùng nói. Sở Trần than một tiếng, Bát Đại Tông Sư, quả nhiên oai phong lẫm liệt. Người nào không biết sự thật, khi nghe Vệ Thu Căn và Lê Chí Quân lời nói, có thể còn tưởng rằng Trinh Sở Trần là để mắng nhiếc đánh đá. Làm loạn vô lý, cố tình gây sự, tìm người gảy phiền phức. Trong khi đang đối lý lại có thể dùng lời lẽ khí hùng quát mắng đối phương, Sở Trần cảm thấy mặc cảm trước Bát Đại Tông Sư. Sở Trần, không cần nói nhảm, người muốn làm gì? Tiêu Thiên Hà nhẹ giọng nói. Dưới ánh mắt của 8 vị đại sư, Sở Trần từ từ lấy ra tờ giấy cá cược được gấp trong tay, giơ lên trước mặt 8 người, các vị hẳn là hận không thể xé tờ giấy này ra, thế này đi. Cái vị ỷ ải cá cược với ta. Khuôn mặt 8 người đồng thời có chút biến ảo một chút, nhìn chằm chằm Sở Trần. Nếu như các vị thắng, ta sẽ đưa tờ giấy này cho các vị, từ nay về sau, ta sẽ không nhắc tới vụ cá cược này nữa.
Sở Trần nói, lời nói vừa rơi xuống, trong mắt tám vị tông sư đột nhiên lộ ra vòng tinh quang. Những chữ kỷ trên mảnh giấy này là nỗi đau vĩnh viễn trong lồng ngực của bọn họ. Chuyện này là thật sao? Vệ Thu Căn buột miệng hỏi. Xả Trần gật đầu. Tiêu Thiên Hà nhìn chằm chằm vào Sở Trà một cách lãng lệ, cậu muốn cực như thế nào? Xem ra, các vị tuyệt không lo lắng nếu như thua các vị phải bỏ ra cái giá là gì. Sở Trần nhìn chằm chằm vào bọn họ, chẳng lẽ lại dự định, sau khi thua lại quyền nợ. Sắc mặt tám người đồng thời trầm xuống. Hãy nói ra cá cực của cậu, tôi sẽ là người bảo đảm, nếu ai quyền nợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cùng lúc gió, một vài bóng người từ bên trong bước ra. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, khuôn mặt như ngọc, phong thái ưu nhã, cất bước đi tới. Sở Trần khóe mắt khẽ liếc, con người hơi co rụt lại. Hắn phát hiện, từ khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, ngay cả Tiêu Thiên Hà, người luôn tỏ ra cao cao tại thượng, cũng có vẻ mặt trầm tháp, nhẹ nhàng cúi xuống. Hoàng Phủ Hòa Ngọc, người đàn ông trung niên tự giới thiệu, sau đó hướng Sở Trần mỉm cười, cậu chính là Sở Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngưỡng mộ đại danh, đối với bốn chữ cuối cùng trong miệng Hoàng Phủ Hòa Ngọc, Sở Trờ không dám gật bừa. Đối phương đại khái đã nghe thấy tên của mình vào tối hôm qua. Đương nhiên, loại nói chuyện khách sáo này, Sở Trần cũng biết, lập tức chắp tay, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tuy nhiên, ai tinh mắt đều có thể nhận ra Sở Trần chưa từng nghe qua cái tên, Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Về phần Tống Nhan, người đang đứng bên cạnh Sở Trần, sự hiểu biết của cô về quyền giới không nhiều hơn Sở Trần. Tuy nhiên, cái họ Hoàng Phủ ấy đã gây sự chú ý cho Tống Nhan, Tống Nhan không thể không liếc nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc một chút. Sở Trần, người muốn đánh cuộc như thế nào? Người có thể nói với Hoàng Phủ Minh Chủ, Hoàng Phủ Minh Chủ đã hứa sẽ làm công chứng viên, nên ngài ấy nhất định sẽ không tỏ ra thiên vị. Vệ Thu Căn nói, Hoàng Phủ Minh Chủ chính là một trong ngũ đại minh chủ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, ngoài ra ngài ý còn là em trai của Hoàng Phủ Hoàn Lễ, tộc trưởng của gia tộc cơ Hoàng Phủ trên đảo Nhị Sa ở Dương Thành, ta không nghĩ ngươi sẽ chất vấn về tính công bằng của Hoàng Phủ Minh Chủ. Ngay khi lời nói vừa rơi xuống, vẻ mặt Tống Nhan đột nhiên biến sắc. Hoàng Phủ gia tộc, một loạt chữ lập tức hiện lên trong đầu Tống Nhan, giới kinh doanh Thiên Nam, gồm 10 gia tộc lớn nhất, đứng đầu là Ninh gia được mệnh danh là Thiên Nam đệ nhất thế gia. Tuy nhiên, vẫn có một số gia tộc lớn, thực lực không chênh lệch bao nhiêu so với Ninh gia, trong số đó có gia tộc Hoàng Phủ ở Dương Thành. 5 trong 10 gia tộc lớn nhất Thiên Nam đều nằm ở Dương Thành, có thể nói Dương Thành là hạch tâm của Thiên Nam. Chỉ là, Tống Nhan không ngờ tới, một nhân vật có uy danh như vậy trong gia tộc Hoàng Phủ lại trở thành một vị tông sư quyền giới, đồng thời còn là một trong những minh chủ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Tống Nhan bí mật giật giật góc áo của Sở Trần. Sở Trần liếc nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc một chút, hắn đối với gia tộc Hoàng Phủ không hiểu rõ lắm. Nhưng qua phản ứng của Tống Nhan có thể thấy thân phận của Hoàng Phủ Minh Thủ trước mặt hắn không đơn giản. Nhưng mà, trong mắt Sở Trần, thiếu gia của Ninh gia, Thiên Nam đệ nhất gia tộc còn gọi há một tiếng, Sở Thúc, cho nên hẳn cũng không quan tâm đối phương có uy danh hiền hách cỡ nào. Rất đơn giản, tối hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ khiêu chiến toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, nếu có người đánh bại ta, ta sẽ tự mình xẻ bỏ vụ cược này. Ngược lại, khóe miệng Sở Trần giật nhẹ. Nếu ta lại thắng lần nữa, các vị, quỳ hai lần. Nghe vậy, đám người Tiêu Thiên Hà vẻ mặt âm trầm. Vệ Thu Căn nghiến răng trừng mắt, căm tức nhìn, Sở Trần. Đương nhiên, các vị còn có lựa chọn thứ hai. Sở Trần nhẹ giọng nói, tôi có đang kinh doanh nhỏ ở Thiền Thành, đối với công ty dược phẩm Cửu Thành, tôi có chút hứng thú, vậy đi, nếu tôi thắng, nếu bát đại tông sư của các người không quỳ, liền đem cổ phần trong công ty dược phẩm Cửu Thành trong tay của các vị, sang tên cho bà xã của ta. Vừa dứt lời, Tống Nhan trợn to hai mắt, nhìn vào Sở Trần. Sở Trần làm ầm ĩ như vậy, mục đích cuối cùng thực chất là vì công ty dược phẩm Cửu Thành sao? Trong đầu Tống Nhan gây lập tức nghĩ đến Hạ Ngôn Hoan đã từng nói một lần. Ngành công nghiệp dược phẩm của Thiền Thành về cơ bản được độc quyền bởi một số tập đoàn gia đình lớn, cho dù Ả gia là một trong những cự đầu trong ngành dược phẩm của Dương Thành. Nhưng trước mắt không có sản phẩm nào của Hạ gia có thể đưa vào thị trường Thiền Thành. Trong ngành dược phẩm của Dương Thành, chỉ có một loại thuốc nước chuyên trị bầm tím và vết thương, đã xâm nhập vào thị trường dược phẩm của Thiền Thành. Và loại thuốc nước này đến từ công ty dược phẩm Cửu Thành. Đương nhiên, khi Hạ Ngôn Hoan nói chuyện với Tống Nhan, ông ta chỉ đang phản thích phương pháp duy nhất để dược phẩm Dương Thành bước vào thị trường dược phẩm của Thiền Thành, Tống Nhan không nghĩ tới những khía cạnh khác.
Cô lại không nghĩ đến, Sở Trờ vậy mà mang tâm tư đánh chủ ý lên công ty dược phẩm Cửu Thành. Tên ngốc này thường ngày không để ý đến tiến triển của chế dược Bắc Trần, không ngờ lại ném một quả bom như thế về phía cô. Nếu có thể nhận 90% cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chế dược Bắc Trần trong việc thảm nhập thị trường Thiên Thành. Con đường này, Hạ gia không thể cung cấp, nhưng cáo ồ này, Sở Trờ như thế nào lại nghĩ tới? Tống Nhan vừa rồi gần như tin tưởng, hôm nay Sở Trần tới khiêu chế Liên Minh Tông Sư Cửu Thành cũng chỉ để tranh một hơi. Bát Đại Tông Sư do Tiêu Thiên Hà dẫn đầu lúc này đều lộ vẻ âm trầm. Phía sau 8 người bọn họ là những thế lực tai to mặt lớn ở Dương Thành. Đặc biệt là Tiêu Thiên Hà, nhà họ Tiêu chiếm giữ 30% cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, đồng thời là cổ đông lớn nhất của công ty dược phẩm Cửu Thành, ngoài ra còn số cổ phần do 7 vị Tống Sư kia nắm giữ. Nếu tất cả đều thua thì Sở Trần sẽ chiếm được hơn 60% cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, gần như có thể nói là anh ta đã nắm trong tay quyền kiểm soát công ty dược phẩm Cửu Thành. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tiêu Thiên Hà. Rõ ràng, nếu cược thua, người thiệt hại lớn nhất chính là Tiêu Thiên Hà. Tất nhiên, 30% cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành chẳng là gì đối với đế chế kinh doanh khổng lồ của Tiêu gia. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Tiêu Thiên Hà. Tiêu Thiên Hà vẻ mặt ủ rũ, nhìn chăm chăm Sở Trần, khẩu vị của cậu cũng không nhỏ, hơn nữa còn đánh chủ ý lên dược phẩm Cửu Thành, chỉ là, cậu cho rằng mình có thể thắng sao? Tôi có thua tổn thất cũng không lớn. Sở Trần rất thẳng thắn trả lời. Gương mặt của 8 vị tông sư lại ảm đạm. Sở Trần đang sử dụng hợp đồng cá cược mà bọn họ đã thua làm tiền vốn, đúng như hắn nói, dù có thua thì cũng chỉ hủy đi hợp đồng đặt cược đêm qua. Tuy nhiên, mảnh giấy này chắc chắn quan trọng với Bát Đại Tông Sư hơn là cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Tôi không có ý kiến. Vệ Thu Cản là người đầu tiên nói. Các vị tông sư khác cũng gật đầu. Cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành rõ ràng không quan trọng bằng thể hiên của bọn họ. Nếu phải quỳ xuống, đó chính là sự sỉ nhục của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc đã thua. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành hôm nay, có Hoàng Phủ Hòa Ngọc tọa chấn. Sau khi cản nhắc một hồi, Tiêu Thiên Hà trầm ngâm nhìn Sở Trần, ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng chiếm được 30% cổ phần của dược phẩm Cửu Thành trong tay ta không. Sở Trần cười quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng đang nhìn Sở Trần, cậu xác định muốn khiêu chiến với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Tôi muốn nhắc cậu một chút, tôi là một trong những minh chủ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, những người mà cậu khiêu chiến, sẽ bao gồm cả tôi. Ánh mắt Sở Trần chạm vào Hoàng Phủ Hòa Ngọc, một ý úc sau. Sở Trần nói thẳng, thế thì chẳng bằng bỏ hết những khiêu chiến không cần thiết trước mặt đi, Hoàng Phủ Minh Chủ cùng ta đánh một trận định thắng thua. Ngay khi lời nói rơi xuống, Hoàng Phủ Hòa Ngọc không bày tỏ thái độ, vẻ mặt Tiêu Thiên Hà và những người khác càng thêm âm trầm. Sở Trờ vậu mà coi những người ngoài Hoàng Phủ Hòa Ngọc ra là những khiêu chiến không cần thiết. Thật là xem thường bọn họ. Sở Trần, đối thủ đầu tiên của ngươi là ta. Vệ Thu Cản là người đầu tiên lên tiếng. Tối hôm qua, Vệ Thu Căn cũng là người đầu tiên xông lên để tấn công Sở Trần, cuối cùng, dù hắn ta dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể khiến Sở Trần ra khỏi vòng tròn. Hôm nay, hắn ta vậy mà lại xin chiến một lần nữa. Sở Trần nhìn Vệ Thu Căn, hồi lâu, sau đó cười nhẹ, không quan tâm, Vệ Tông Sư quả nhiên là người cẩn thận. Tống Nhan cũng nghe được ý của Sở Trần. Vệ Thu Căn tự biết mình không thể đánh được Sở Trần, nhưng hắn ta phải là người đầu tiên ứng chiến. Bởi vì hôm nay Sở Trần sẽ khiêu chiến với toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Hắn muốn trước khi Hoàng Phủ Hòa Ngọc ra tay, có thể tiêu hao thể lực của Sở Trần. Bằng cách này, khi Sở Trần đối mặt với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, anh ta không có cơ hội chiến thắng. Ở mỗi tầng của tòa nhà Cửu Thành đều có luyện võ trường, Sở Trần và đoàn người đi lên tầng 2. Những người từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, muốn đi theo để xem thì lần lượt bị chặn lại. Mặc dù bọn họ chưa nghe thấy vụ cá cược thứ hai giữa Sở Trần và Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, nhưng bọn họ có thể mơ hồ đoán được rằng lúc này Sở Trần đã bước vào tòa nhà Cửu Thành, chắc chắn sẽ có một trận chiến với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Vụ đụng độ giữa Tông Sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử tỉnh Quảng Đông và Liên Minh Tông Sư quyền lực nhất tỉnh Quảng Đông. Ngầm lại đều khiến người ta hưng phấn. Thật không may, bọn họ đã bị chặn lại bởi các nhân viên bảo vệ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Dù trong lòng có oán trách nhưng trong tòa nhà Cửu Thành không ai dám làm loạn, dù sao đây cũng là nơi tập trung của tông sư quyền giới, trong tòa nhà có không ít tông sư đệ tử, tùy tiện một người bước ra cũng có thể dạy cho bọn họ một bài học khiến răng rơi đầy đất. Tuy nhiên,
đại đa số mọi người đều không rời đi, mà lựa chọn ở lại quảng trường trước tòa nhà, chờ đợi ý kết quả trận chiến giữa Sở Trần và Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Trên tầng 2, luyện võ trường, có hơn chục tông sư đến từ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sau khi nghe tin, biết được cụ thể vụ cá cược từ Vệ Thu Căn và những người khác, ánh mắt của những tông sư này đổ dồn về phía Sở Trần trong sự kinh ngạc. Lá gan cũng không nhỏ, vậy mà dám khiêu chiến với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Nói đến, tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Sở Trần. Tôi nghe nói tối qua tại quảng trường Hải Tâm Sa, Sở Trần có biểu hiện không tầm thường, tôi ngược lại cũng muốn tận mắt chứng kiến. Hừ, một cái ra hỏa lòe người, không cần đền Hoàng Phủ Minh Chủ ra tay, chờ một chút ta liền đem hắn đánh khóc. Tống Nhan vẫn nhìn Sở Trần lo lắng. Bà xã hãy yên tâm, đừng quên, anh có 9 vị sư phụ. Sở Trần cười nói, nếu 9 vị sư phụ của anh biết anh không thể giải quyết dù chỉ một Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, e rằng, bọn họ sẽ bị tức chết mất. Chỉ là Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, Tống Nhan nhìn Sở Trần không nói nên lời. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành có thể nói là một trong những liên minh cường đại nhất trong quyền giới tỉnh Quảng Đông, vậy mà trong miệng Sở Trần, đó chỉ giống như một tổ chức bất nhập lưu. Bặt quá, việc đã đến nước này, Tống Nhan không thể nói thêm gì nữa, nhớ không nên miễn cưỡng. Sở Trần nhìn Tống Nhan rồi đột nhiên cảm thán, cửa sư phụ của anh từng nói, nếu có một người con gái anh yêu hôn anh một cái, thực lực của anh sẽ tăng lên gấp bội. Tống Nhan nhíu mày, hồi lâu, Tống Nhan nói, trong thời gian ngắn, tôi có thể tìm cô gái anh yêu ở đâu được. Sở Trần, hắn nhắm tới, hắn nghĩ xáo lộ vợ mình một chút, lại bị phản xáo lộ. Sở Trần nhàn nhạt liếc nhìn Tống Nhan một cái rồi xoay người. Này, Tống Nhan hẻ lên, Sở Trần quay đầu lại. Tống Nhan mở ra cánh tay, ôm lấy Sở Trần, trên mặt cười nhẹ một tiếng, cố lên. Sở Trần xoay người bước tới luyện võ trường. Ngay sau đó, Vệ Thu Căn cũng bước ra. Hai người đối mặt với nhau. Hoàng Phủ Hòa Ngọc, làm công chứng viên đương nhiên cũng phải đi ra, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói, ai ra khỏi biên giới luyện võ trường, thua cuộc. Chủ động đầu hàng, thua cuộc. 10 giây đứng không dậy nổi, thua cược. Duy nhất một quy tắc, không được sử dụng binh khí. Sở Trơ cùng Vệ Thu Căn đồng thời gật đầu, Hoàng Phủ Hòa Ngọc chủ động lui ra khỏi biên giới luyện võ trường. Ánh mắt Vệ Thu Cán đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần, lạnh lùng nghiêm nghị, hắn gầm nhẹ một tiếng, lao về phía trước như một mũi tên. Xung quanh luyện võ trường lúc này, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần, tất cả đều rất tò mò, người trẻ tuổi dung mạo hiền lành nho nhớ này, như thế nào mà bát đại tống sư không thể đối phó với hắn. Sở Trần nhanh chóng cho họ câu trả lời. Trước sự tấn công đầy hung hăng dọa người của Vệ Thu Cán, bộ pháp của Sở Trần nguyên diệu, hắn dễ dàng tránh được còn tấn công của Vệ Thu Căn. Vệ Thu Căn sắc mặt thay đổi đột ngột, Sở Trần tối hôm qua không nhúc nhích nửa bước, liền đem hắn đẩy lui, nhưng lúc này, Sở Trần bộ pháp khẽ động, thực lực phát huy càng mạnh mẽ hơn. Bang, Vệ Thu Căn còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy xương sườn đau nhói, thân thể bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Có một sự náo động trong khán giả. Đây là thực lực của Sở Trần sao? Quả nhiên mạnh mẽ, những tông sư bình thường thực sự không phải là đối thủ của Sở Trần. Ta giờ đây đã kiến thức, thế nào là thiên tài chân chính? Vệ Thu Căn chật vật đứng lên, đôi mắt hắn lóe lên dữ tợn. Đột nhiên, một cuộc tấn công mạnh mẽ khác lại được tung ra. Hắn không cầu có thể đánh bại Sở Trần, mà chỉ muốn tiêu hao thể lực của Sở Trần. Theo suy nghĩ của Vệ Thu Căn, Sở Trần quá mức kỳ dị, cho dù có Hoàng Phủ Minh Chủ ở đây. Vệ Thu Căn cũng muốn phòng ngừa sai sót, làm mọi cách để đối phó với Sở Trần. Vệ Thu Căn lại bị đẩy lui. Ta thua rồi, lần này Vệ Thu Căn không đánh nữa, nếu xông lên lần nữa hắn sẽ bị thương. Đôi mắt Vệ Thu Căn nhìn về một hướng. Ta sẽ thử một chút. Lê Chí Quân sải bước về phía trước. Trước khi Vệ Thu Căn tiến lên, bọn họ đã hẹn trước lượt ra trận, nhằm tiêu hao thể lực của Sở Trần. Khi Lê Chí Quản bước tới, mọi người có mặt đều nhận ra ý định của bọn họ. Hoàng Phủ Hòa Ngọc khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Rốt cuộc, thứ mà Sở Trần đe dọa thách thức hôm nay chỉnh là toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, tiền đặt cược là cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành trong tay Bát Đại Tông Sư, Bát Đại Tông Sư ra tay cũng không có gì đáng trách. Sau khi Lê Chí Quân bị Sở Trần đánh bại, một tông sư khác cũng bước ra ngoài. Không cho Sở Trần thời gian để thở, trực tiếp xông lên. Sở Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng thực sự có thực lực. Một bên tổng sư đang quan sát trận chiến cao mày nói, chúng ta thay nhau khiêu chiến Sở Trần, dùng phương thức xa luân chiến để đối chiến Sở Trần,
cho dù thắng cũng có chút. Thắng mà không võ, lấy thực lực bày ra của Sở Trần, liên minh trừ ngũ đại minh chủ ra, chỉ sợ thật đúng là khó tìm ra một người, có thể đánh thắng Sở Trần. Rất nhanh, Sở Trờ một hơi đã đánh bại 7 vị tông sư, ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên Hà. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người tiếp theo lên chiến chính là vị lão tông sư này. Vẻ mặt Tiêu Thiên Hà trầm xuống. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh. Sư phụ, cần sẽ thay người giáo huấn hắn. Vừa dứt lời, một nam tử dáng người khôi ngô sải bước tới. Trong luyện võ trường, trước mặt Sở Trần, nam tử khôi ngô, thân cao 7 thước, lưng hùm vai gấu, đôi mắt như chuông đồng, bắp tay cơ bắp cứng như đá, khiến người ta có cảm giác đầy sức mạnh. Qua giọng nói của một số người xung quanh, Sở Trần đã biết được danh tính của người đàn ông trước mặt mình. Lý Nhược Chí, đại đệ tử thủ tịch của lão tông sư Tiêu Thiên Hà, trời sinh thần lực được Tiêu Thiên Hà nhìn chúng, thu làm đệ tử, 40 tuổi bước vào hàng ngũ tông sư, thực lực bây giờ trỏ giỏi hơn thầy, cao hơn hẳn Tiêu Thiên Hà. Trong liên minh tông sư cửu thành, ngoài ngũ đại minh chủ, thực lực của Lý Nhược Chí được xếp vào hàng tốt nhất. Nhược Chí, đừng xem nhẹ, dốc toàn lực đánh bại hắn. Vệ Thu Căn hét lên, Sở Trần nhìn Lý Nhược Chí một chút, đôi mắt của Lý Nhược Chí chứa chiến ý rực lửa, tựa như trời sinh đã là kẻ cuồng chiến, không có nói nhảm nhiều, trực tiếp xông lên. Giống như một cỗ xe tăng hạng nặng đang xông về phía Sở Trần nghiền ẹp, khi hắn còn cách Sở Trần chừng 2 mét, cánh tay của hắn mở ra, lòng bàn tay to lớn như quạt đập thẳng xuống trán Sở Trần. Tống Nhan vô ý thức cảm thán một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lý Nhược Chí cho cảm giác anh ta tràn đầy sức mạnh bùng nổ, so ra thì thân hình của Sở Trần trông hơi gầy yếu. Nhìn thấy lòng bàn tay to lớn sắp đánh tới Sở Trần. Cùng với lời cảm thán của Tống Nhan, dưới chân Sở Trần như muốn trượt, thân hình nghiêng ngả, thoạt nhìn có vẻ bị hù cho ngã, nhưng theo thân ảnh bộ pháp chuyển động, Sở Trần thuận thế, huy quyền đánh ra. Kỳ lân bộ pháp, kỳ lân say rượu, không sai không kém một quyền đánh vào sườn Lý Nhược Chí. Đôi mắt to như chiếc chuông đồng của Lý Nhược Chí đột nhiên nhìn chằm chằm, hắn trời sinh đã có thần lực, mình đồng ra sắt càng tăng thêm phòng ngự kinh người, mặc dù không đạt được cảnh giới đao thương bất nhập, nhưng Lý Nhược Chí từ đầu luôn không để Sở Trần vào trong mắt. Theo suy nghĩ của Lý Nhược Chí, ngay cả khi anh ta đứng im cho Sở Trần đấm mình, Sở Trần cũng không thể phá vỡ sự phòng thủ của anh ta. Nhưng vào lúc này, một cơn đau nhói thấu tim truyền tới từ xương sườn, quấn lấy trái tim, trong tích tắc tuôn ra tứ phía. Đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo, lùi lại vài bước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nắm đấm của Sở Trần, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cảnh tượng này cũng khiến cho vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc một lần nữa kinh ngạc nhìn Sở Trần. Nếu như hôm nay ta không có ở đây, e rằng trong tòa nhà cửu thành không ai có thể so tài với nam tử này. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc tự lẩm bẩm, cú đấm của Sở Trần, hắn đã xác định thực lực của Sở Trần là như thế nào rồi, vẫn là cao hơn Lý Nhược Chí, người trời sinh thần lực. Ở tuổi của Sở Trần, có thể đạt tới độ cao như vậy, thật không thể tưởng tượng được. Nhàn tài như vậy, nếu có thể trở thành thành viên của Liên minh Tông Sư Cửu Thành, thì đó sẽ là hy vọng cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành trong vài thập kỷ tới. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc hai mắt sáng rực, nhìn Sở Trần, ánh mắt mang theo đầy hy vọng. Lúc này Lý Nhược Chí đã thở ra hơi, vẻ mặt dữ tợn, giống to một tiếng, giang hai chân, như mãnh hổ hạ sơn. Lần này, Lý Nhược Chí đã không còn xem nhẹ. Đem một thân công phu quyền cước học được từ Tiêu Thiên Hà thi triển ra. Trời sinh thần lực phối hợp với thốn thể cao lớn, thi triển công phu quyền cước, về mặt khí thế, bàng bạc vô cùng. Tiêu Thiên Hà nhìn Lý Nhược Chí đầy mong đợi. Trong số những đệ tử mà ông thu nhận trong cuộc đời của mình, người nổi bật nhất là Lý Nhược Chí. Tiêu Thiên Hà đương nhiên rất hy vọng Lý Nhược Chí có thể đánh bại Sở Trần, thở giúp ông một hơi. Sau khi hai bên giao chiến kịch liệt hơn 10 chiêu, khí thế của Lý Nhược Chí đột nhiên yếu đi một chút, Sở Trần sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn tìm vị trí sơ hở của Lý Nhược Chí, vung quyền tới, thản thể Lý Nhược Chí lảo đảo lùi lại. Sở Trần thuận thế nhảy dựng lên, thối ảnh như côn. Mọi người hoa mắt, chỉ nghe thấy Lý Nhược Chí hét lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, rốt cuộc không tự chủ được thân thể, cuối cùng ngã khỏi biên giới võ đài. Sở Trần đáp xuống đất, thân sắc bình tĩnh, chắp tay, đã nhường. Sở Trần lập tức ngẩng đầu, nhìn Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Đối thủ cuối cùng, lúc này, vẻ mặt của đám người Tiêu Thiên Hà vô cùng âm trầm. Bọn họ không ngờ, ngay cả Lý Nhược Chí cũng bị hạ gục một cách gọn gàng như vậy. Khó trách Sở Trần lại dám đơn phương độc mã xông vào tòa nhà cửu thành.
giọng nói của Lý Chí Quân có chút run rẩy. Ông ta chưa từng thấy một thanh niên nào yêu nghiệt như vậy. Vệ Thu Càn đã toát mồ hôi lạnh sau lưng, âm thầm thấy may mắn, cũng may là có Hoàng Phủ Minh Chủ ở đây. Nếu không, hôm nay mặt mũi Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sẽ mất hết. Mà sự việc này là do hắn mà ra, hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Tống Nhan nhìn Sở Trần với ánh mắt phức tạp hơn. Cô bây giờ không còn nghi ngờ gì về chín vị sư phụ mà Sở Trần nhắc tới nữa, nhưng Tống Nhan lại nghĩ tới một điểm khác, vì vụ tai nạn mà Sở Trần đã trở thành con rể nhà họ Tống trong năm nằm, cũng có nghĩa, Sở Trần lãng phí thời gian nằm năm, cho dù như thế, Sở Trần vẫn còn có thể xuất sắc, quét ngang Liên Minh Tông Sư Cửu Thành một cách dễ dàng. Nếu như năm năm này, ánh mắt tội lỗi của Tống Nhan không khỏi lóe lên lần nữa, nhìn về phía Sở Trần, khi Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đi lên, Tống Nhan cảm thấy một áp lực vô hình, Tống Nhan có loại cảm giác, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, khác với những đối thủ khác mà Sở Trần từng gặp phải. Sở Trần, Tống Nhan không khỏi kêu lên, Sở Trần nhìn sang, Tống Nhan do dự một chút, cố lên, trên mặt Sở Trần hiện lên một nụ cười, cảm ơn bà xã, ta hiểu rồi. Toàn bộ võ trường nhanh chóng yên tĩnh lại, sau một phen xa luân chiến, Sở Trần cuối cùng cũng phải đối mặt với Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Mặc dù tất cả mọi người trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều tràn đầy tin tưởng vào Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, nhưng màn trình diễn của Sở Trần hôm nay cũng đáng kinh ngạc không kém. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc nhìn Sở Trần, cậu có cần thời gian để điều chỉnh một chút không? Không cần, Sở Trần lắc đầu gọn gàng, vừa vạ làm nóng người, Hoàng Phủ Minh Chủ, lên đi. Vệ Thu Căn và những người khác mặt đều đen lại. Trong mắt Sở Trần, những trận đấu xa luân chiến vừa rồi chỉ là để làm nóng người. Bát Đại Tông Sư cộng lại chỉ chiếm 60% cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đột nhiên nói, Sở Trần, cậu có muốn đánh cuộc lớn một chút, đem toàn bộ cổ phần công ty dược phẩm Cửu Thành lấy đi. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nín thở. Sở Trần đôi mắt hơi híp lại, ý của ngài là. Trận này nếu cậu thắng ta, toàn bộ công ty dược phẩm Cửu Thành đều là của cậu. Khuôn mặt Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lộ ra nụ cười ôn hòa, trái lại, nếu như cậu thua, cậu phải bái ta làm thầy, gia nhập Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, đương nhiên, vào lễ gặp mặt, ta có thể đứng ra làm chủ, đem công ty dược phẩm Cửu Thành tặng cho cậu. Tất cả mọi người đều náo động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Trần, mang theo ao ước đố kỵ. Ý tứ của Hoàng Phủ Minh Chủ đã rất rõ ràng, trong trận chiến này, bất kể thắng hay thua, công ty dược phẩm Cửu Thành đều sẽ là của Sở Trần. Nếu Sở Trần thắng, là do anh ta xứng đáng. Nếu Sở Trần thua, lấy uy vọng của Hoàng Phủ Minh Chủ, ông ta sẽ hối đoái đám người Tiêu Thiên Hà để lấy cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, không ai có thể cự tuyệt. Xét cho cùng, đối với bọn họ, cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi kinh doanh khổng lồ của bọn họ. Những lời của Hoàng Phủ Minh Chủ thể hiện sự thưởng thức của ông đối với Sở Trần. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn càng trở nên u ám hơn. Với lời nói của Hoàng Phủ Minh Chủ, hắn cơ bản đã cắt đứt tâm tư gây phiền phức với Sở Trần, thậm chí trong lòng Vệ Thu Căn đã nghĩ tới việc thuyết phục Diệp gia không được nhúng tay vào trận chiến kinh doanh của Thiền Thành. Sở Trần hơi kinh ngạc, liếc nhìn Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Hắn hoàn toàn không có hứng thú trở thành đồ đệ của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, nhưng Sở Trần lại thực sự thích việc kiểm soát toàn bộ công ty dược phẩm Cửu Thành. Cược lớn một lần, được, Sở Trần nhẹ nhàng đồng ý. Những người xung quanh cũng không có gì bất ngờ. Những điều kiện mà Hoàng Phủ Minh Chủ đưa ra đều có lợi cho Sở Trần, nếu Sở Trần không đồng ý mới kỳ lạ. Xem ra sau trận chiến này, Sở Trần sẽ trở thành người của chúng ta. Liên minh có được một thiên tài như Sở Trần gia nhập cũng là một điều tuyệt vời cho liên minh chúng ta. Có điều, có một số người sẽ không vui đâu. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cười một tiếng, hướng phía trước đi hai bước, trong lúc đó ánh mắt lâng lệ hẳn lên, trên thân tràn ngập ra khí tức vô cùng cường đại. Thông qua mấy vị tông sư liên tục xuất chiến, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng có được phán đoán đại khái đối với thực lực của Sở Trần, nhất là sau cuộc chiến của Sở Trần và Lý Nhược Trí. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cảm giác được, Sở Trần còn ít bài tẩy, ông ta nếu như muốn thu dạng thiên chi kiêu tử như Sở Trần làm đồ đệ, nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh bại Sở Trần. Đối mặt với Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, nét mặt Sở Trần dần trở nên nghiêm túc. Không thể không nói, Sở Trần cảm nhận được. Vị Hoàng Phủ Minh Chủ trước mặt hắn là người mạnh nhất mà hắn từng gặp, kể từ khi rời Cửu Huyền Môn xuống núi. Trong quyền giới thế tục hẳn không có nhiều người có thể luyện được đến trình độ này. Sở Trần lẩm bẩm, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc không nghe rõ lời của Sở Trần, lúc này, thấy Sở Trần không có động tĩnh gì, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc liền chủ động tấn công. Một tay quyền pháp,
nhanh như sấm. Không khí dường như bạo phát một vụ nổ sấm sét. Thất hưởng quyền của Hoàng Phủ Minh Chủ. Xét về uy lực quyền thuật, trong số nảm vị Minh Chủ, thất hưởng quyền của Hoàng Phủ chắc chắn có thể đứng trước ba. Vệ Thu Căn nhìn chằm chằm không chớp mắt, thần sắc quyết tâm, trong lòng rõ ràng không có khả năng trả thù Sở Trần. Thế nhưng, hôm nay nếu là có thể trông thấy Sở Trần bị Hoàng Phủ Minh Chủ đánh ngã, đó cũng là một chuyện vui. Bang, 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 một quyền lại đến một quyền. Uy lực từng quyền do Hoàng Phủ Minh Chủ thi triển được chồng lên nhau, mỗi cái đều là một cỗ kình lực. Tầng tầng lớp lớp kình lực vọt tới, uy lực to lớn. Nhưng mà, trước sự kinh ngạc của mọi người, đối mặt với sự ra tay bá đạo của Hoàng Phủ Minh Chủ, Sở Trần không có lựa chọn né tránh, ngược lại lấy quyền đỡ quyền. Tam hưởng quyền của Hoàng Phủ Minh Chủ nổ tung, trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện một hình ảnh, Sở Trần sẽ phải hét lên một tiếng, cánh tay bị gãy, lùi về phía sau. Nhưng những gì bọn họ nghĩ trong đầu hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra trước mắt. Bên tai vang lên từng tiếng giằng rắc, nghe đến chói tai. Chuyện này, Tiêu Thiên Hà đột nhiên sửng sốt, không tin nhìn tràng cảnh trước mặt, Sở Trần làm sao có khả năng đánh thất hưởng quyền. Sau lời nói của Tiêu Thiên Hà, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt chăm chú nhìn, sau đó kinh hãi kết luận, âm thanh lớn vừa nổ trong không khí không chỉ là của Hoàng Phủ Minh Chủ. Đồng dạng là tam hưởng, có điều, cẩn thận xem xét, quyền pháp của Sở Trần vẫn khác với Hoàng Phủ Minh Chủ. Hoàng Phủ Minh Chủ từng nói rằng thất hưởng quyền trước ngũ hưởng có thể nói là bậc tông sư đỉnh phong, đột phá lục hưởng, cái này đại biểu đã vượt quá siêu việt cảnh giới tông sư. Quyền pháp thần bí của Sở Trần, phải chăng giống với thất hưởng quyền? Theo ta thấy, Sở Trần nhiều lắm cũng chỉ thi triển tới ngũ hưởng là cùng, còn Hoàng Phủ Minh Chủ sớm đã đem thất hưởng quyền phát huy đến mức xuất quỷ nhập thần. Bên tai anh vang lên những tiếng bàn luận, vẻ mặt của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bộ quyền này của Sở Trần trước khi giao thủ với ông ta, Sở Trần chưa từng sử dụng. Có vẻ khi thấy mình thi triển ra thất hưởng quyền, cậu ta mới đánh ra bộ quyền cứng đối cứng. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đột nhiên có một ý nghĩ như vậy trong đầu. Ngay lập tứ công cảm thấy khó tin hơn, điều này có nghĩa là Sở Trần vô cùng tự tin vào thực lực bản thân. Đôi mắt của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc lóe lên đấu trí, chiến ý táng lên nhiều lần. Thất hưởng quyền từ trước tới nay đều là sự tự hào của ông ta. Ngay cả trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, không có người nào dám đối đầu chính diện với thất hưởng quyền khi phát ra toàn bộ uy lực của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc thản ảnh như báo, khi lướt qua, kèm theo đó là ảm vang phong lôi. Cánh tay dường như có lực lượng sấm sét phun trào, quyền thế kinh người. Thất hưởng quyền, tứ hưởng. Ngay cả Tống Nhan, người chưa bao giờ luyện tập công phu, cũng cảm nhận được uy lực từ cú ra quyền của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, không rét mà run. Trong lúc vô tình mồ hôi lạnh đã ướt lưng Tống Nhan, ánh mắt lo ý ắng nhìn Sở Trần. Sở Trần bước đi như sao bàng, một lần nữa lấy quyền nghênh kích. Lúc này, nhiều người đều trợn tròn mắt. Điên, Sở Trần cũng quá điên cuồng, dựa vào kinh nghiệm đã đánh bại một số tông sư, hắn ta phải rõ ràng, cách tốt nhất để đối phó với thất hưởng quyền là tránh né mũi nhọn. Lựa chọn cứng đối cứng, không phải tự chuốc lấy cực khổ sao? Quả nhiên ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên rát mong manh. Bùm, bang, 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 tứ hưởng, mọi người đều choáng váng, cực kỳ chấn động, tất cả mọi người im lặng, một quyền này của Sở Trờ vậy mà cũng bộc phát kình lực tứ hưởng, cứng đối cứng với Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, hắn vẫn không hề bị rơi vào thế hạ phong. Thống khoái, đôi mắt của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc bừng lên ánh sáng hừng hực. Ngay cả trong liên minh, cũng không có người lựa chọn cứng đối cứng với ông ta như thế này. Loại cảm giác cường ngạnh này khiến Hoàng Ngũ Hòa Ngọc cảm thấy vô cùng thống khoái. Sau mấy nhiêu, hai thân ảnh tách nhau ra, lại đến, giọng nói của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc như sấm, đòn đánh tiếp theo sẽ là cực hạn mà cậu có thể chịu được. Xung quanh võ đài, tất cả mọi người đều nín thở. Cực hạn mà Sở Trần có thể chịu đựng, sắc mặt Tống Nhan không khỏi tái nhợt. Xung quanh võ đài, rất nhiều tông sư nghe thấy lời của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, trong lòng của họ không khỏi run lên, bọn họ chợt nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Sở Trần. Ngũ hưởng đại biểu cho tông sư đỉnh phong. Sở Trần đã có thể chiến đấu với Hoàng Phủ Minh Chủ tới tận bây giờ, vẫn không rơi vào thế hạ phong, đem công kích Hoàng Phủ Minh Chủ bước đến ngũ hưởng, đã đại biểu cho, Sở Trần đã là sự tồn tại của bậc tông sư đỉnh phong. Ngay cả Tiêu Thiên Hà cũng không khỏi hít một hơi. Tông sư đỉnh phong, trong toàn bộ quyền giới tỉnh Quảng Đông, có mấy người có thể đạt tới. Liên minh tông sư Cửu Thành đại diện cho những thế lực đỉnh tiêm của quyền giới ở tỉnh Quảng Đông, tuy nhiên,
người có thể đạt được cấp bậc này, ngoài 5 vị minh chủ, tìm không quá 3 người. Quan trọng hơn là, Sở Trần mới ngoài 20 tuổi, hắn không chỉ bước vào cấp bậc tông sư, mà đã là tông sư đỉnh phong. Khó che choáng phủ minh chủ lại coi trọng Sở Trần đến vậy, một thiên tài xuất chúng thế này, nếu liên minh tông sư cửu thành không muốn có hắn, bất cứ địa phương nào cũng sẽ mở đại môn đón hắn. Vệ Thu Càn hoàn toàn rung rộng, đồng thời, trong lòng có một cỗ ý lạnh tràn ngập lên. Bất giác dùng mình, hắn trêu chọc phải ra hỏa biến thái gì thế này. Vẻ mặt của Sở Trần rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Động lực của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc lại trỗi dậy, lực lượng của hai cánh tay thi triển đi ra, thất hường quyền đánh ra. Từng tiếng vang như sấm nổ chấn động, ngũ hường lực lượng, tông sư đỉnh phong. Dưới cái nhìn của mọi người, thán hình Sở Trần lại chuyển động. Tống Nhan hai mắt chăm chú, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiêu Thiên Hà ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đây là một đòn của tông sư đỉnh phong, đó cũng là cực hạn mà Hoàng Ngủ Hòa Ngọc đánh giá về Sở Trần. Tuy nhiên, Sở Trần vẫn chọn đối chiến trực diện. Bang, 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 một quyền này của Sở Trần cũng đồng dạng phát ra ngũ hưởng. Đây là một bộ quyền pháp đủ để so sánh với thất hưởng quyền. Oanh, hai thân ảnh sau khi va chạm lại tách rời nhau. Bước chân của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc vừa mới ổn định, thì đột nhiên lại lao ra như mũi tên. Huy quyền, vào lúc này, khí tức của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc cho người ta một cảm giác không tầm thường. Công kích của siêu việt tông sư, thất hưởng quyền lục hưởng, ám kình lực lượng. Đôi mắt của Vệ Thu Căn nóng bỏng, đối với quyền sư cấp bậc tông sư, luyện được ám kình là mục tiêu cả đời. Một khi luyện dược ám kính, đó chính là một loại biến chất. Siêu việt cấp bậc tổng sư, từng người một nín thở, bọn họ đều tin rằng Sở Trần sẽ bị đánh bại bởi đòn này. Sở Trần đã tạo nên kỳ tích rồi, tuổi còn trẻ đã ở đỉnh phong tông sư. Ngay cả khi anh ta thua vào lúc này, không ai sẽ nghi ngờ về thực lực của anh ta. Đợi một thời gian, tiểu tử này cũng sẽ tiến tới tồn tại của siêu việt tông sư. Có người cảm thán, lực lượng lục hưởng, ám kình hiện lên. Nhưng mà, điều làm cho ánh mắt của mọi người lại đột nhiên trừng lớn, chính là Sở Trần cũng lần nữa huy quyền. Đồng dạng lục hưởng, toàn bộ không khí như đông cứng lại, ánh mắt không thể tin nhìn Sở Trần, đầu óc trực tiếp bùng nổ. Sở Trần, siêu việt tông sư, hắn quả là ma quỷ đi. Oanh, Sở Trần dùng hành động thực tế để chứng minh, hắn thực sự là một ma quỷ. Ám kình, một quyền này của Sở Trần cũng sử dụng lực lượng ám kình. Một lần nữa. Tung một quyền ngang ngửa với Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Khi Hoàng Ngủ Hòa Ngọc lùi lại, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Hắn đem thất hưởng quyền đánh đến lục hưởng, có thể nói là đã phát huy ra 80% thực lực, nhưng Sở Trần vẫn có thể đối đầu chính diện. Cậu ta vậy mà cũng là ám kình tông sư. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc bất động, thậm chí còn quên rằng ông ta đang chiến đấu với Sở Trần. Xả chờ cũng không có lợi dụng thời cơ, hắn đứng ở trước mặt Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Giờ hắn đã hiểu tại sao Tiêu Thiên Hà và những người khác lại tin tưởng lớn như thế với Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Hóa ra là một quyền sư thế tục đã luyện được ám kình. Sở Trần âm thầm cảm thán, hắn ngược lại vô cùng bội phục Hoàng Phủ Hòa Ngọc, tuyệt đại đa số quyền sư thế tục, những người như Hoàng Phủ Hòa Ngọc, đều chưa có tiếp xúc qua giới cổ võ, không có trải qua công phu truyền thừa cổ võ, dưới loại tình huống này có thể luyện được ám kình, thực sự không đơn giản. Nhưng đối với giới cổ võ, luyện tới ám kình cũng không có gì lạ. Trong giới cổ võ, sau khi luyện được ám kình, mục tiêu tiếp theo chính là võ giả tiên thiên đỉnh phong, đó mới là sự tồn tại của tông sư. Vì vậy, tông sư của giới cổ võ và tông sư thế tục là sự khác biệt một trời một vực. Sở Trần vào lúc 18 tuổi, liền kém một bước để tiến vào tiên thiên chi cảnh, nếu không phải bị trấn hồn phủ trấn áp 5 năm, bây giờ Sở Trần, với thiên phú của hắn, có lẽ đã trở thành tông sư giới cổ võ. Mặc dù cảnh giới dừng bước trong 5 năm, nhưng sau khi uy lực trấn hồn phù biến mất, Sở Trần cảm giác được, cảnh giới của mình dường như củng cố hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Dưới tiên thiên, Sở Trần không sự bất kỳ đối thủ nào. Đây cũng là lý do tại sao Sở Trần dám một mình xông vào liên minh tông sư cửu thành. Sở Trần tin rằng sẽ không có tiên thiên cường giả tọa trấn trong liên minh tông sư cửu thành. Vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc trở nên nghiêm nghị. Lần đầu tiên hắn thấy được thực lực của Sở Trần. Trước khi Sở Trần thể hiện lực lượng ám kình của mình, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc tự tin rằng chỉ cần ám kình lực lượng của ông ta được giải phóng, Sở Trần chắc chắn sẽ thua. Nhưng bây giờ, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc đã đem Sở Trần như một đối thủ cùng cấp. Uy lực mạnh nhất của thất hưởng quyền,
Hoàng Ngũ Hòa Ngọc không giữ lại chút nào thi triển ra. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc rõ ràng, trận chiến này ông ta không chắc có thể thắng. Lực lượng thất hưởng, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn trận đấu đỉnh cao này trên võ đài. Sắc mặt Vệ Thu Căn tái mét, hắn ta có cảm giác rằng trong trận chiến giữa Hoàng Phủ Minh Chủ và Sở Trần, bất kể ai thắng ai thua, hắn ta cũng sẽ không có thời gian vui vẻ. Sở Trần là sự tồn tại siêu việt tông sư, đối với những gì hắn làm đêm qua, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành nhất định sẽ cho Sở Trần một câu trả lời. Hai chân của Vệ Thu Căn run rẩy, một tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc thực sự đã toàn lực ứng phó. Lực lượng thất hưởng vang lên liên tục, chấn động màng nhĩ. Bang, 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 âm thanh cuối cùng làm chấn động trái tim của tất cả mọi người. Từng người một đều bị sốc, lực quyền bát hưởng, nhưng thứ mà Hoàng Phủ Minh Chủ thi triển rõ ràng là thất hưởng quyền. Thất hưởng đã là cực hạn của Hoàng Phủ Minh Chủ. Xoát xoát xoát, mọi người như nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần. Quyền pháp thi triển của Sở Trần có nét tương tự như quyền pháp của Hoàng Phủ Minh Chủ. Không phải là, oanh, vụ va chạm này giữa Sở Trần và Hoàng Ngũ Hòa Ngọc. Hai chân của Sở Trần như mọc rễ, bất động không di chuyển, trong khi thân thể Hoàng Ngũ Hòa Ngọc bay ra ngoài vài mét, lảo đảo rơi xuống đất, lùi lại mấy bước rồi mới ổn định lại. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Trần, ánh mắt kinh ngạc. Thất hưởng quyền, Hoàng Ngũ Hòa Ngọc luôn nghĩ rằng thất hưởng đã là cực hạn. Nhưng bát hưởng mà Sở Trần thể hiện khiến Hoàng Ngũ Hòa Ngọc cảm thấy rằng thất hưởng quyền của ông ta còn xa mới luyện tới đỉnh cao. Giờ khắc này, trong đầu Hoàng Ngũ Hòa Ngọc toát ra một suy nghĩ, ông ta muốn bái Sở Trần làm thầy của mình. Toàn bộ luyện võ trường rơi vào im lặng chết chóc, tất cả đều hóa đá, bao quát cả Hoàng Ngũ Hòa Ngọc. Ông ta mặc dù thưởng thức thực lực của Sở Trần, nhưng từ đầu đến cuối đều có lòng tin có thể đánh bại Sở Trần. Nhưng bây giờ, ông ta lần đầu tiên bị Sở Trần đánh lui. Bát Hương, Hoàng Ngũ Hòa Ngọc nhìn Sở Trần, trong ánh mắt có chút khao khát, cậu làm thế nào lại làm được? Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đã luyện thất hưởng quyền mấy chục năm, cũng đem uy lực thất hưởng quyền phát huy tới đỉnh phong, nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới uy lực một quyền có thể huy động Bát Hương, nếu đột phá được như vậy có thể nhân đôi thực lực của bản thân. Sở Trần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, Hoàng Phủ Minh Chủ, mời lên. Mặc dù Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đã bị đẩy lùi, nhưng vẫn còn chưa thua. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, lúc này, Vệ Thu Căn và những người khác cũng có phản ứng. Không sai, vẫn chưa kết thúc, có lẽ Hoàng Phủ Minh Chủ chỉ sơ suất nhất thời nên đã bị Sở Trần đánh lui mấy bước. Bát hưởng thì sao chứ? Công phu không phải chỉ dựa vào tiếng vang nhiều, cũng không phải mỗi một loại công phu đều gọi là thất hưởng quyền, nói không chừng bát hưởng này của Sở Trần chỉ là để phô trương thanh thế thôi. Bát Đại Tông Sư đương nhiên không muốn Sở Trần đánh bại Hoàng Ngũ Hòa Ngọc. Đặc biệt là Vệ Thu Căn, Sở Trần là tông sư đỉnh phong đã đầy đủ khủng bố, bây giờ xem ra, thực lực của Sở Trần đã vượt qua cấp bậc tông sư, đứng trong hàng ngũ ám kình tông sư. Đơn giản, yêu nghiệt, Hoàng Ngũ Hòa Ngọc liếc nhìn Sở Trần, sau đó ra tay một lần nữa. Ông ta không có tự tin để đánh bại Sở Trần, nhưng ông muốn nhìn thấy huyền bí của bát hưởng từ động tác của Sở Trần. Bang 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 bang, cuộc chiến giữa cả hai ngày càng kịch liệt. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc vẫn cố nhìn chiêu số của Sở Trần. Mỗi lần Sở Trần huy quyền, đều tác động đến dây thần kinh của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, ảm thanh của bát hưởng cứ vang vọng trong tâm trí Hoàng Ngũ Hòa Ngọc. Đôi mắt của Hoàng Ngũ Hòa Ngọc ngày càng trở nên nóng bỏng, càng lúc càng kích động. Ông ta càng ngày càng có thể cảm nhận được sự huyền diệu của bát hưởng. Nếu như ông ta có thể lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ đem thất hưởng quyền lên một cấp độ cao hơn. Sở Trần liếc nhìn Hoàng Ngũ Hòa Ngọc, đột nhiên lực quyền của anh ta tàng mạnh. Bang, với một quyền này, Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đã lùi lại liên tiếp 10 bước, cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Cửu hưởng, Hoàng Ngũ Hòa Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Trần, tựa như nhìn thấy một thế giới mới, môi vô ý thức run lên, ông ta quá kích động. Hoàng Ngũ Hòa Ngọc bước nhanh đi lên, nghĩ đến, dừng lại trước, vung tay về phía Sở Trần, tôi thua rồi. Lời này vừa dứt, các tông sư xung quanh không khỏi náo động. Tuy rằng bọn họ đều tận mắt chứng kiến Hoàng Phủ Minh Chủ bị Sở Trần đánh lui, nhưng khi Hoàng Phủ Minh Chủ tự mình nhận thua, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Sở Trần, vậu mà đã đánh bại Hoàng Phủ Minh Chủ. Trong vụ cá cược ngày hôm nay, người được cười cuối cùng vẫn là Sở Trần. Sắc mặt Vệ Thu Căn tái mét, hắn có cảm giác rằng kể từ giờ phút này,
Liên minh tông sư cửu thành không thể chứa hắn nữa. Cho dù hắn có là thành viên quản sự của liên minh. Vẻ mặt Sở Trần vẫn bình tĩnh, cũng không lộ ra quá nhiều vui mừng, Hoàng Phủ Minh Chủ, đã nhường. Ánh mắt Hoàng Ngủ Hòa Ngọc tràn đầy khao khát, không kìm được nghi vấn trong lòng, còn dám hỏi công phu cậu vừa sử dụng, cửu hưởng quyền. Sở Trần mỉm cười, loại quyền lỗ phu này, rèn luyện lực lượng thân thể, vô cùng hữu hiệu. Sở Trần từng học qua cửu hưởng quyền, ngay khi hắn thấy Hoàng Ngủ Hòa Ngọc thi triển ra quyền pháp tương tự, Sở Trần nhìn không được liền đem cửu hưởng quyền ra thi triển. Cửu hưởng quyền, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc tự lẩm bẩm, đôi mắt nóng bỏng, đối với Hoàng Ngủ Hòa Ngọc, công phu quyền cước này là một báu vật vô giá. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc nhìn Sở Trần với ánh mắt khát vọng. Sở sư phụ, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng không để ý nhiều như vậy, hướng phía Sở Trần chắp tay nói, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc muốn theo Sở sư phụ học cửu hưởng quyền, xin Sở sư phụ thành toàn. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều chết lặng. Khóe miệng Tiêu Thiên Hà vô thức mở ra, Tống Nhan cũng cảm thấy có chút không thể tin vào mắt mình. Sở Trần không chỉ thắng trận, mà còn thuận tiện chinh phục được Hoàng Phủ Minh Chủ chứ. Câu nói này của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc rõ ràng là muốn bái Sở Trần làm thầy của mình. Cái này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phải biết, trước cuộc chiến, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc còn nghĩ đến việc nhận Sở Trần làm đệ tử của mình. Sở Trần có chút ngạc nhiên. Đây là, đã không thể là sư phụ của ngươi, vậy coi như làm đồ đệ của ngươi. Hoàng Phủ Minh Chủ này, đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn đi. Tuy nhiên, thân phận của Sở Trần đặc thù, không thể tùy tiện thu nhận đồ đệ. Hoàng Phủ Minh Chủ nói đùa. Sở Trần nói, chỉ là một bộ quyền pháp bình thường, không đáng nhắc tới. Sau đó, Sở Trần trực tiếp bước tới chỗ Tống Nhan, đến trước mặt Tống Nhan, cười nói, thế nào, có phải thấy ông xã rất lợi hại? Tống Nhan, cô nghiêm túc hoài nghi liệu Sở Trần có phải là người có hai nhàn cách. Hình tượng hăng hái, tiêu sái phiêu giật khi vừa mới đánh bại Hoàng Phủ Minh Chủ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nắm tay Tống Nhan, Sở Trần đi tới trước mặt Hoàng Ngủ Hòa Ngọc, lấy ra đổ ước của bát đại tông sư, đưa cho Hoàng Ngủ Hòa Ngọc, Hoàng Phủ Minh Chủ, dược phẩm cửu thành, trong vòng 3 ngày, có thể đi làm thủ tục sang tên. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc lấy lại tinh thần, hưởng Sở Trần cam đoan, đồng thời, ảnh mắt hào hức nhìn Sở Trần. Sở Trần giả vờ không hiểu ý của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc, mỉm cười rời đi mà không nhìn Tiêu Thiên Hà và những người khác, trực tiếp rời đi cùng Tống Nhan. Sau một lúc, Hoàng Ngủ Hòa Ngọc di về phía nhóm bát đại tông sư. Thân sắc của 8 người trầm mặc, bọn họ không dám đổi mặt với ánh mắt của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc cầm tờ đổ ước trên tay, vẻ mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, các người có biết đêm qua đã gảy ra trò cười lớn như thế nào không? 8 người trầm mặc một chút, Tiêu Thiên Hà nói, có chơi có chịu, cổ phần tại dược phần cửu thành của Tiêu gia, tôi sẽ chuyển nhượng sang tên cho Sở Trần. Chúng tôi cũng giống vậy. Ngoài ra, đây không phải chỉ là một trò đùa. Vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hòa Ngọc lạnh lùng, nghiêm nghị quét qua mấy người, thực lực của Sở Trần, các ngươi hôm nay hẳn đã chân chính được kiến thức. Đợi một thời gian, kẻ này ắt sẽ thành đại khí. Sự việc tối hôm qua đã khiến Sở Trần và Liên Minh Tống Sư Cửu Thành trực tiếp đối đầu với nhau. Vệ Thu Căn biến sắc, vội vàng đi ra nói, mục đích của Sở Trần chính là dược phẩm Cửu Thành, chúng ta đã đưa nó cho hắn. Chỉ cần hắn đạt được mục đích, hắn nhất định sẽ không ghi hận. 8 người các ngươi cộng lại, chỉ có hơn 6 phần 10 cổ phần dược phẩm Cửu Thành. Hoàng Phủ Hòa Ngọc ánh mắt rơi vào người Vệ Thu Căn, số còn lại, giao cho ngươi đến xử lý, không có vấn đề gì đi. Vệ Thu Căn không dám do dự, vội vàng gật đầu, không có vấn đề, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hao tài tiêu tài đây là kết cục tốt nhất mà Vệ Thu Căn nghĩ tới. Tôi sẽ nói rõ tình huống này với Sở Trần, về phần Sở Trần có truy cứu hay không, tùy thuộc vào ỷ của anh ta. Hoàng Ngủ Hòa Ngọc lạnh nhạt nói, Sở Trần tuổi còn trẻ đã là ám kình tông sư, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, phải dạng nhân vật như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài như vậy. Tòa nhà Cửu Thành, rất nhiều người tập trung tại quảng trường, thỉnh thoảng nhìn vào tòa nhà Cửu Thành. Tin tức về việc Sở Trần vào tòa nhà Cửu Thành đã lan rộng, không ai có thể nghĩ rằng Sở Trần được mời vào tòa nhà Cửu Thành để uống một tách trà. Tối hôm qua Sở Trần nói hôm nay sẽ đến khiêu chiến Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, không ngờ hắn lại dám tới thật. Sở Trần đơn giản là không biết trời cao đất rộng, đánh bại mấy vị tông sư liền nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao. Tôi tới từ cách đây cả chục cây em, chỉ vì muốn xem Sở Trần bị đánh bại thế nào, lát nữa có lẽ sẽ có xe cấp cứu sẽ đến không chừng. Tôi sẽ mở một bàn đặt cược,
có hứng thú mọi người đặt cược một chút, khi Sở Trầy ra, là đi hay bị khiêng ra. Đám đông đang bàn luận sôi nổi. Trước cửa tòa nhà, hai bóng người bước ra, ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi, Tống Nhan cầm ô che, khoảnh khắc hai thân ảnh bước ra khiến người ta có cảm giác giống như thần tiên quyến lữ. Cả quảng trường bỗng im bặt, từng người một đều choáng váng. Sở Trần, vậy mà rời đi một cách nhẹ nhàng, nghênh ngang rời đi như vậy. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Con mẹ nó, ta không bị hoa mắt chứ? Phải chăng Sở Trần đã bắt tay giảng hòa với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Sở Trần và Tống Nhan đã lái xe rời đi. Khiêu chiến với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành dường như đã kết thúc. Nhưng mà, chỉ những người trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành có mặt tại hiện trường mới biết trận chiến của Sở Trần tại tòa nhà Cửu Thành hôm nay kinh diễm như thế nào. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng muốn bãi vị thanh niên này làm thầy. Vệ Thu Căn trực tiếp đi theo lối cửa nhỏ phía sau tòa nhà và rời đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải thu xếp sự tinh của dược phẩm Cửu Thành cho thỏa đáng, nếu không, Liên Minh Tông Sư Cửu Thành sẽ không thể chữa được hắn. Vệ Thu Căn thậm chí không dám đề cập với Diệp Gia về việc Sở Trần đã giành được dược phẩm Cửu Thành, vì sợ rằng nó sẽ mang lại bất mãn cho Sở Trần. Hiện tại, Vệ Thu Cãn chỉ muốn vấn đề này có thể trôi qua càng sớm càng tốt. Biệt thự của Tống Gia. Ngay khi Sở Trần và Tống Nhan quay lại, tất cả mọi người của Tống Gia đều xuất hiện. Cảm ơn trời đất, bình an trở về. Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Sở Trần, ta nói cậu sao gan lớn như vậy, sáng sớm chạy tới Dương Thành. Còn tới tòa nhà Cửu Thành nữa. Sở Trần và Tống Nhan liếc nhìn nhau một cái. Mẹ của các con đã phải đi tìm Thanh Phong đạo trưởng để tính một quẻ, cầu bình an cho các con. Tống Thiên Dương nói, mẹ, Thanh Phong đạo trưởng đã nói gì? Tống Nhan không khỏi tò mò hỏi. Tô Nguyệt bất đắc dĩ buông tay, Thanh Phong đạo trưởng nói, cậu ấy không tính được. Thật kỳ lạ, Thanh Phong đạo trưởng hiếm khi nói không tính được, loại chuyện như vậy không phải tự phá bỏ hình tượng của chính mình sao? Tống Thu nói một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần u oán nhìn Sở Trần, anh rể, anh đi tới tòa nhà Cửu Thành, vậy mà không mang theo em đi. Hạ Ngôn Hoan từ bên ngoài đi vào, lông mày ông ta hơi nhíu lại. Tống Thiên Dương nhìn thấy, tim không khỏi đập thình thịch, vội vàng hỏi, Hạ tiên sinh, hoàng gia bên kia, có gì biến rộng sao? Hạ Ngôn Hoan lấy lại tinh thần, ồ một tiếng, chợt cười, mở miệng nói, hoàng gia hiện tại chính là như con mồi. Chỉ còn chờ Ninh gia thu lưới là dược, không vẫy vùng nổi bất cứ sóng gió gì được nữa. Nếu như tôi là gia chủ hoàng gia, quả quyết vứt bỏ Kim Than City càng sớm càng tốt, đó đỡ là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Đáng tiếc, hoàng gia đoán chừng không bỏ xuống được, vẫn cứ là bám vào cái ỷ gọi là thiền thành đệ nhất hào môn danh hão này. Khóe miệng Sở Trần khẽ dương, vậy thì để bọn họ muốn gánh cũng không được. Hạ tiên sinh dường như có tâm sự, Tống Nhan nói. Tôi có chuyện muốn nói với Hạ tiên sinh. Liên quan tới dược phẩm Bắc Trần sao? Hạ Ngôn Hoan hỏi, Tống Nhan gật đầu, chính xác, điều tôi đang nghĩ tới chính là về dược phẩm Bắc Trần. Hạ Ngôn Hoan liếc mắt nhìn Sở Trần, đi nói chuyện một chút chứ. Tuy rằng gọi là dược phẩm Bắc Trần, nhưng sự tinh của công ty, một Bắc một Trần, chưa từng có can thiệp qua. Được rồi, tôi mới vừa ra mồ hôi một chút, giờ phải chờ về đi tắm rửa. Sở Trần kiên quyết xua tay đến cùng. Đại sảnh Tống gia, vẻ mặt Hạ Ngôn Hoan nghiêm nghị, lần trước cô nói với ta tin tức, liên quan tới việc tập đoàn Tiền Thị gần đây muốn đẩy ra sản phẩm mới, chính là một loại dược phẩm bảo vệ sức khỏe, ta trở về tiến hành điều tra. Tiền Thị đánh ra sản phẩm mới, cùng sản phẩm mà chúng ta định đánh vào thị trường Thiền Thành, đụng cùng một chỗ. Không chỉ là về thời gian, chủng loại, công hiệu dược phẩm, cũng là đồng dạng. Vừa dứt lời, khuôn mặt Tống Thiên Dương liền biến sắc. Cùng một loại dược phẩm, Bắc Trần chỉ là một công ty mới thành lập, làm sao có thể cùng Tiền Thị cạnh tranh. Trong ngành dược phẩm, Tiền Thị đích thực là một cự đầu chân chính ở Thiền Thành. Tống Thiên Dương vẻ mặt nghiêm nghị, hơn nữa, Tiền Thị khẳng định đã đoạt được tin tức gì đó, cho nên bọn họ mới đưa thuốc lên kệ cùng lúc với dược phẩm Bắc Trần. Cứ như vậy, dược phẩm Bắc Trần hy vọng trong thời gian ngắn đánh vào thị trường Thiền Thành, càng thêm xa vời. Vẻ mặt của Tống Thu không khỏi thay đổi. Không biết vụ đánh cược của anh rể cùng Tiền lão gia có thể hay không hết hiệu lực. Nghe vậy, sắc mặt Tống Thiên Dương và những người khác lại tối sầm lại. Dưới sự trợ giúp của Ninh gia và các gia tộc khác, hoàng gia đỡ đại bại, nhà họ Tống ngày nay có thể nói là đứng trước cơ hội chưa từng có. Nhưng vụ cá cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia vẫn như một cái gai trong mắt mọi người. Bây giờ,
trực tiếp đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt này. Tôi có một số tin tức ở đây, hẳn có thể giúp đỡ một chút. Tống Nhan đột nhiên cảm thấy, mọi việc Sở Trần làm dường như đều trong sở liệu, Hạ tiên sinh vẫn còn nhớ ngài đã nói với chúng tôi về công ty Dược phẩm Cửu Thành. Dược phẩm Cửu Thành, Hạ Ngôn Hoan nói, công ty của Dương Thành duy nhất tiến vào thị trường dược phẩm của Thiền Thành, tuy rằng thị phần không lớn, các loại thuốc cũng có chút đặc biệt, nhưng Liên minh Tông sư Cửu Thành quả thực đã làm được điều mà nhà họ Hạ không làm được. Chúng ta liệu có thể sử dụng các kênh của công ty Dược phẩm Cửu Thành để đưa thuốc lên kệ, nhân cơ hội này thâm nhập vào thị trường Thiền Thành không? Tống Nhan đề nghị hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tống Nhan có chút kỳ quái. Hồ ỉ lâu, Tống Thú nhịn không dược nói, chị ba, chị không sao chứ? Anh rể của em mới vừa trở mặt với Liên minh Tống sư Cửu Thành vào đêm qua, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các kênh của công ty Dược phẩm Cửu Thành? Bọn họ sợ rằng còn hận không thể chơi chết chúng ta. Hạ Ngôn Hoan cười khổ, Dược phẩm Cửu Thành quả thật có một số kênh ở Thiền Thành, đối với Bắc Trần mà nói, đây cũng là địa phương thiếu nhất. Thật đáng tiếc, Dược phẩm Cửu Thành hiện đã thuộc về Sở Trần. Tống Nhan ngắt lời Hạ Ngôn Hoan. Hạ Ngôn Hoan sửng sốt, cô nói cái gì? Tống Nhan nói ngắn gọn, hôm nay, Sở Trần đến tòa nhà Cửu Thành, thực hiện một cuộc cá cược nữa với Liên minh Tông sư Cửu Thành. Cuối cùng, anh ấy chiến thắng toàn bộ công ty dược phẩm Cửu Thành. Đại sảnh của Tống gia rơi vào im lặng, đi một chuyến đến tòa nhà Cửu Thành, sau đó thắng được một cái dược phẩm Cửu Thành. Hồi lâu, Tống Thu hai mắt như sắp lồi ra ngoài, khẽ nói, đấy chính là cái mà anh rể nói, đổ một chút mồ hôi sao. Tống Thu cô chút không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Sở Trần tại tòa nhà Cửu Thành đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể đoạt được công ty dược phẩm Cửu Thành, trở về với chỉ một chút mồ hôi. Đại sảnh im lặng một lúc, Tống Thú nhịn không được nhìn Tống Nhan, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chị ba, anh rể của em đã làm những gì tại tòa nhà Cửu Thành? Hạ Ngôn Hoan nhìn cũng khó hiểu, có chút khó tin, nói, dưới cờ Liên minh Tông sư Cửu Thành có không ít thương hiệu công ty, trong đó có công ty dược phẩm Cửu Thành, chuyện trị sản xuất các loại thuốc đặc biệt để trị thương, hoạt động kinh doanh ở tỉnh Quảng Đông rất suôn sẻ, thậm chí thị trường Thiền Thành cũng có thể chen vào. Dược phẩm Cửu Thành mặc dù không phải là sản nghiệp trụ cột của Liên minh Tông sư Cửu Thành, nhưng phân lượng của nó không hề nhỏ, bọn họ sao có thể từ bỏ dược phẩm Cửu Thành để nhường người khác. Bởi vì một trong những vị minh chủ của Liên minh Tông sư Cửu Thành đã đánh cược với Sở Trần. Tống Nhan nói, kết quả, Sở Trần đã thắng. Đôi mắt của Tống Thu mở to đến tròn vo, minh chủ. Là vị minh chủ nào? Hình như tên là Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Sở Trần đã đánh bại Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Hạ Ngôn Hoan cũng sửng sốt, nếu như không phải câu nói này xuất phát từ miệng của Tống Nhan, đổi lại là Hạ Bắc, Hạ Ngôn Hoan khẳng định cảm thấy Hạ Bắc đang điên. Thế lực của gia tộc Hoàng Phủ ở Dương Thành ngay cả Hạ gia cũng không thể so sánh, Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhiều năm trước đã là tông sư đỉnh phong, Hạ Ngôn Hoan đương nhiên cũng đã từng được nghe nói qua. Đến giờ, Hạ Ngôn Hoan có lẽ đã vượt qua cấp bậc tông sư. Một cường giả như vậy lại thua trong tay Sở Trần. Sở Trần thật sự mạnh như vậy sao? Nếu như Hoàng Phủ Hòa Ngọc không nuốt lời, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ có thể đem tất cả các kênh cùng các nguồn lực khác của Dược phẩm Cửu Thành thay vào đó. Tống Nhan nói, tôi hy vọng nó có thể hữu ích cho Dược phẩm Bắc Trần. Lấy thân phận Hoàng Phủ Hòa Ngọc, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Hạ Ngôn Hoan cảm thấy kích động, nếu như có thể nắm giữ các kênh của Dược phẩm Cửu Thành tại Thiền Thành, đối với Bắc Trần mà nói, nó tương đương với một thanh đao có thể bổ ra thị trường Thiền Thành. Hoàng Phủ. Tống Thiên Dương ở một bên khóe môi run lên, chính là gia tộc Hoàng Phủ ở Dương Thành sao? Hạ Ngôn Hoan gật đầu, Hoàng Phủ Hòa Ngọc và gia chủ hiện tại của gia tộc Hoàng Phủ là anh em ruột. Xong, đáy mắt Tống Thiên Dương có chút tối sầm. Gia tộc Hoàng Phủ và Ninh gia đều thuộc hàng siêu cấp gia tộc, nếu hôm nay Sở Trần đánh bại Hoàng Phủ Hòa Ngọc, liệu có trực tiếp đắc tội đến gia tộc Hoàng Phủ không? Tống Thiên Dương càng nghĩ càng hoảng. Gia tộc Hoàng Phủ là sự tồn tại kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với Hoàng gia. Ninh gia có thể trực tiếp dùng bạo lực chèn ép nhà họ Hoàng, nhưng nếu đối thủ đổi lại là gia tộc Hoàng Phủ, Ninh gia có còn tùy tiện trợ giúp Tống gia không? Chỉ trong vài giây, Tống Thiên Dương đã nghĩ tới kịch bản Tống gia bị gia tộc Hoàng Phủ nuốt chửng. Toàn thân không tự chủ, bất giác run rẩy. Nhan Nhan, biểu hiện của Hoàng Phủ minh chủ đó khi các con trở về là gì vậy? Tô Nguyệt thận trọng hỏi. Đường đường là minh chủ, lại bị anh rể đánh bại trước mắt bao người, còn thua mất công ty dược phẩm Cửu Thành, còn có thể có biểu tình gì? Tống Thu trợn to hai mắt,
anh rể nóng lòng muốn quay về phòng, hẳn là dự định thu dọn đồ đạc chạy đi. Tống Nhan, lúc này, nhân viên bảo vệ ở cửa vội vàng chạy tới. Liên minh tông sư Cửu Thành, Hoàng Phủ Minh Chủ đến. Vừa dứt lời, Tống Thiên Dương lập tức đứng lên. Tống Thu Nguyên bản còn đứng, trầm mặc ngồi xuống, má ơi, chuyện này đến quá nhanh đi. Tống Nhan cũng rất ngạc nhiên, Hoàng Phủ Minh Chủ đến cũng quá nhanh đi, mau mời Hoàng Phủ Minh Chủ vào. Tống Thiên Dương tỉnh táo lại, vội vàng nói, đồng thời mở miệng với Tổng Thu, đi nói với ông nội là có khách quỷ của Hoàng Phủ gia tộc đang ở đây. Tống Thu gật đầu rồi chạy nhanh đi. Tống Thiên Dương và những người khác bước ra khỏi đại sảnh để nghênh đón, rất nhanh bọn họ nhìn thấy Hoàng Phủ Hòa Ngọc đang đi về phía bọn họ. Tống Thiên Dương có chút kinh ngạc, Hoàng Phủ Hòa Ngọc thật sự đã chủ động đậu xe bên ngoài rồi đi vào. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hòa Ngọc đã đi tới trước mặt mình, Tống Thiên Dương hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Vị này hẳn là gia chủ Tống gia. Hoàng Phủ Hòa Ngọc lộ ra nụ cười dịu dàng trên mặt, tôi là Hoàng Phủ Hòa Ngọc, không mời mà đến, tuyệt đối đừng trách móc. Tống Thiên Dương vô ý thức dùng mình, suy nghĩ về việc Hạ Ngôn Hoan sẽ đến cửa hỏi tội luôn tràn ngập trong tâm trí ông ta, mặc dù lúc này Hoàng Phủ Hòa Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhưng theo suy nghĩ của Tống Thiên Dương, nó giống như giấu một con dao trong nụ cười. Hoàng Phủ Minh Chủ, xin mời vào, Hoàng Phủ Hòa Ngọc do dự một lúc, sau đó NSLN Tống Nhan, sở sư phụ đâu? Tống Nhan đã hiểu Hoàng Phủ Hòa Ngọc tới đây làm gì, có chút sở khóc sở cười. Vị Hoàng Phủ Minh Chủ thân phận hiển hách này, vậy mà đối với Sở Trần theo đuổi không ngừng. Tôi đã gọi anh ấy đến đây, Tống Nhan trả lời, sau đó liền mời Hoàng Phủ Hòa Ngọc vào đại sảnh. Tống lão gia tử nhanh chóng đi tới, đè nén nghi ngờ trong lòng, cùng Hoàng Phủ Hòa Ngọc trò chuyện. Ông ấy không hiểu, Tống gia và gia tộc Hoàng Phủ có thể có bất kỳ điểm giao cắt nào. Tống Thiên Dương một mực vẫn mang theo tâm trạng, từ đầu tới cuối không bỏ xuống được. Mặc dù thái độ của Hoàng Phủ Hòa Ngọc tốt hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần, nhưng dù sao Sở Trờ vừa mới trước mặt người khác thắng được một cái công ty dược phẩm Cửu Thành. Khoảng 10 phút sau, trong đại sảnh xuất hiện bóng dáng của Sở Trần. Cơ thể của Hoàng Phủ Hòa Ngọc đột nhiên đứng lên. Lúc này, thần kinh của mọi người trong Tống gia đều căng thẳng. Tống Trường Thanh lão gia tử cũng ngay lập tức hiểu ra, nguyên lại vị khách quý của gia tộc Hoàng Phủ tới đây là vì Sở Trần. Hoàng Phủ Minh Chủ. Sở Trần đi tới với nụ cười trên môi, không có tiếp đón từ xa, thực sự có lỗi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc vội vàng tiến lên vài bước, Sở Sư Phụ nói đùa, đã lâu rồi tôi chưa tới Thiền Thành, nghĩ ra Sở Sư Phụ cũng ở Thiền Thành nên đã qua đây bái phỏng, thực sự đã quấy rầy. Mọi người trong Tống gia đều sững sờ, miệng của Tống Thu dường như có thể trực tiếp nhét một quả trứng vịt lớn. Đây không phải là những gì bọn họ tưởng tượng, Hoàng Phủ Minh Chủ, không phải tới đây để hỏi tột sao. Trước mặt Sở Trần, dáng vẻ bày ra cũng quá thấp đi. Quấy rầy thì ngược lại không có, nếu như Hoàng Phủ Minh Chủ thích, có thể ở thêm vài ngày. Sở Trà mỉm cười lễ phép đáp lại một tiếng. Hai mắt Hoàng Phủ Hòa Ngọc sáng lên, vậy thì tôi sẽ ở lại vài ngày nữa. Sở Trần, đường đường là Hoàng Phủ Minh Chủ, sao mặt lại dày như vậy? Tống Thiên Dương và những người khác cũng choáng váng. Hoàng Phủ Minh Chủ muốn ở lại trong Tống gia. Khụ khụ. Sở Trờ cũng không biết nên nói cái gì, vậy mấy ngày này hãy dễ tiểu thu dưa Hoàng Phủ Minh Chủ đi tham quan cảnh đẹp của Thiền Thành. Hai người ngồi xuống hàn huyên một hồi, Sở Trần liền biết về ý định của Hoàng Phủ Hòa Ngọc khi tới đây, hắn tuyệt không đề cập đến cửu hưởng quyền. Cuối cùng, Hoàng Phủ Hòa Ngọc không kìm nén được, mắt lom dom nhìn Sở Trần, Sở Sư Phụ, ngài có thể nhận tôi làm đệ tử không? Sở Trần, trong đầu hắn chợt hiện lên một vài từ, Hoàng Phủ hèn mọn, trực tiếp bái sư. Tống Thiên Dương và những người khác lập tức sững sờ. Hoàng Phủ Minh Chủ đi từ Dương Thành đến Thiền Thành, chỉ vì muốn học quyền từ Sở Trần. Phải biết, Hoàng Phủ Hòa Ngọc là một trong những tông sư đỉnh tiêm ở Dương Thành, lấy thân phận của ông ta, vậy mà không ngần ngại hạ thấp tư thế của mình như vậy. Có thể thấy, quyền của Sở Trần có một sức hút chí mạng đối với Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Tống Thu ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn Sở Trần. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng phải tôn xưng anh rể của mình một tiếng Sở Sư Phụ. Mình lại mỗi ngày đều được anh rể chỉ điểm, điều này khiến cậu rất hạnh phúc. Sở Trần không tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, bất lực thở dài một cái, tôi thực sự không đủ tư cách để thu đồ đệ, tuy nhiên, nếu Hoàng Phủ Minh Chủ thực sự quan tâm đến cửu hưởng quyền, ngài hãy lưu lại Tống gia mấy ngày nay, tôi cùng ngài sẽ thảo luận một chút. Sở Trần rõ ràng, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đơn giản là một kẻ quyền si, nếu như không đạt được mục đích,
nói không chừng sẽ còn ở lại Tống gia lâu dài. Trước cuộc so tài giữa hai bên, Hoàng Phủ Hoa Ngọc đã tạo cho Sở Trần một ấn tượng khá tốt. Quan trọng hơn, cửu hưởng quyền hoàn toàn không phải là tuyệt học của cửu huyền môn, nó cũng giống như kỳ lân bộ pháp, Sở Trần chỉ điểm Hoàng Phủ Hoa Ngọc một chút, cũng chẳng tính là gì cả. Nhưng đối với Hoàng Phủ Hoa Ngọc, đây đơn giản là thiên đại ban ân. Sau khi sững sờ một lúc, Hoàng Phủ Hoa Ngọc mới hồi phục lại tinh thần, vô cùng kích động, đa tạ sở lão sư. Đừng, chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo luận với nhau thôi, tôi không phải lão sư của ngài. Sở Trần nuốt ná Hoàng Phủ Hoa Ngọc, Hoàng Phủ Minh chủ nghe lời, gật đầu, được rồi, sở lão sư. Sở Trần, xả lão sư, khi nào thì chúng ta bắt đầu luyện quyền? Hoàng Phủ Minh chủ không thể chờ đợi. Sở Trần liếc NSLN Hoàng Phủ Hoa Ngọc, sau đó nói, nền tảng của ông quá kém, hai ngày tới ông hãy đi luyện tập tại Mai Hoa Thung với Tiểu Thu đi. Hoàng Phủ Hoa Ngọc sững sờ, nhưng mà, ông không dám chất vớ lời nói Sở Trần, vội vàng gật đầu. Sau khi Tống Thu sửng sốt một chút, vẻ mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Học trò, mà anh rể vừa nhận này không phải người bình thường. Đây là cường giả tông sư đại danh đỉnh đỉnh của quyền giới tỉnh Quảng Đông. Ý tử của anh rể, rõ ràng là muốn Hoàng Phủ chỉ điểm cho mình về công phu quyền cước. Hoàng Phủ Hoa Ngọc cùng Tống Thu nhanh chóng bước ra ngoài. Tống Trường Thanh và những người khác định thần lại, nhìn Sở Trần với vẻ không tin. Tôi xem ra cũng hiểu được một chút, vì cái gì một câu của cậu lại có thể nhận được sự trợ giúp của nhiều thế lực gia tộc như vậy. Hạ Ngôn Hoan thì thào nói, nếu cuộc chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng nổ ra ngày hôm nay, với thái độ của Hoàng Phủ Hoa Ngọc, Hoàng Phủ gia tộc hẳn cũng sẽ là một viện thủ. Có điều, Hoàng gia bây giờ đã không còn thành tựu gì. Khi Tống Thiên Dương nói ra những lời này, chính mình cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhịn không được nghĩ lại, mình gần đây có chút phiêu. Vậy mà nói ra Hoàng gia không thành tựu một cách ngạo mạn như vậy, nhớ ngày đó, một câu nói của Hoàng đại gia Hoàng Dương trực tiếp liền phong sát Tống gia, nhưng có sự phản kích của Sở Trần, mọi chuyện đã đảo ngược. Con rể Tống gia, kẻ vốn bị cả thành phố chế giễu nay đã trở thành thanh niên tài tuấn của thành phố. Trong giới đang đồn thổi, Tống Thiên Dương gặp phải vận may nên mới lấy được người con rể như Sở Trần. Tống Tiên Sinh nói rất đúng, Hoàng gia xác thực không có thành tựu. Hạ Ngôn Hoan nói, nguyên nhân chủ yếu là do cái tên Ninh gia, ở tỉnh Quảng Đông, những kẻ thực sự có năng lực làm thay đổi cuộc chiến kinh doanh này đều sẽ cho Ninh gia một bộ mặt. Vì vậy, tôi hôm nay đến đây để cáo từ, trọng tâm công việc tiếp theo của tôi chính là ở lại tòa nhà Kim Than, làm tốt công việc của dược phẩm Bắc Trần. Tống Lão gia tử gật đầu. Hạ tiên sinh vất vả. Khoảng thời gian này, Hạ Ngôn Hoan quả thực đã giúp đỡ Tống gia rất nhiều. Với thêm kênh của dược phẩm Cửu Thành, tôi đã có thêm 30% lòng tin. Hạ Ngôn Hoan mỉm cười, ánh mắt đầy triển ỉ, tôi không tin rằng dược phẩm Bắc Trần không thể đánh vào thị trường dược phẩm ở Thiên Thành. Hạ Ngôn Hoan thích loại trò chơi kinh doanh này, cảm giác như một ván cờ. Thoạt nhìn như không có khói lửa nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm, sai một bước là thua cả trận. Sau khi Hạ Ngôn Hoan rời đi, Sở Trần nhìn Tống Nhan, bà xã à, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua Tống Nhan một mực lo lắng chuyện giữa Sở Trần và Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, hôm nay đi ra ngoài cả nửa ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, cô vô ý thức gật đầu. Đúng, đúng rồi, tranh thủ thời gian mau trở về nghỉ ngơi đi. Hai mắt Tô Nguyệt sáng ngời, tràn đầy chờ mong, Nhan Nhan, con cũng không còn quá nhỏ, nên bắt đầu làm mẹ. Tống Nhan, bất thình lình bạo kích. Cơ hồ cô đã bị Tô Nguyệt đẩy ra khỏi đại sảnh, trở về biệt thự nhỏ của hai người. Tống Nhan nhìn thấy Sở Trần tươi cười hết chỗ nói, nhịn không được lườm hắn một cái, anh cười cái gì? Sở Trần đi tới bên cạnh Tống Nhan cười hắc hắc, mẹ vợ tự mình hạ chỉ, anh hiện tại có hay không phụng chỉ, anh định làm gì, anh đi ra. Tống Nhan lùi lại vài bước theo phản xạ có điều kiện, nhưng mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Khi Sở Trần vừa mới tiến lại gần, một hơi thở nam tính xông tới. Khiến Tống Nhan cảm thấy xung quanh có một con hươu không thể giải thích được. Thật xin lỗi, Tống Nhan dường như cảm thấy câu nói vừa rồi có chút nặng nề, vội vàng xin lỗi, giọng nói có chút bối rối, chuyện này, Tống Nhan cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Hồi lâu, Tống Nhan nói, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý đẻ làm mẹ. Nói xong, Tống Nhan xoay người chạy vào phòng, khóa cửa lại một cái rầm. Sở Trần ngần ra, hắn vừa rồi vô ý thức muốn trêu chọc Tống Nhan. Nhưng không ngờ phản ứng của Tống Nhan lại lớn như vậy. Ở lại một thời gian, Sở Trần đi về phía phòng, thận trọng đề nghị, bà xã à, chúng ta có thể tập luyện trước một chút,
tạm thời không sinh con cũng không sao. Một lúc sau, giọng của Tống Nhan từ trong phòng vọng ra, Lan, Sở Trần có chút thất lạc trở về phòng. Phòng của Tống Nhan nằm ở trên giường, gương mặt vẫn còn nóng, đồ lưu manh, còn có thể dùng từ luyện tập, dễ dùng, buổi tối. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Sở Trần bắt chuyện với Tống Nhan, rời ý khỏi Tống ra, dừng chiếc xe ở ven đường, trực tiếp đi đến Tinh La Tiểu Điếm. Nếu như không phải Mạc Lão gọi điện thoại bảo anh ngày mai đi cùng Tiểu Vô Ưu, anh suýt nữa đã quên mất, Sở Trần cảm thấy có chút xấu hổ, hắn hoàn toàn quên mất vụ cá cược giữa Tiểu Vô Ưu và Ninh Nguyên Thủy. Bản thân hắn đã hứa với La Vân Sư Đệ sẽ chăm sóc tốt những đệ tử của Tinh La Môn. Đẩy Tinh La Tiểu Điếm ra, không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Vô Ưu đang luyện tập. Liền ngay cả Sở Trần đi vào cũng không để ý, Sở Trần quan sát, khẽ gật đầu, xem ra trận chiến vào đêm hôm đó, đối với Tiểu Vô Ưu mà nói, có lợi ích không nhỏ. Sở Trần có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ về thực lực của Tiểu Vô Ưu. Xem một hồi, Sở Trần có chút ngứa ngáy, vội vàng tiến lên, Tiểu Vô Ưu, tiếp chiêu. Tiểu Vô Ưu sửng sốt trước cú đánh đột ngột của Sở Trần, tuy nhiên so với mấy ngày trước, Tiểu Vô Ưu thực sự tiến bộ rất lớn, điều chỉnh nhanh chóng. Mấy phút sau, không đến, Mạc Vô Ưu thở hổn hển, anh quá lợi hại. Mạc Vô Ưu đôi khi còn tự hỏi, Sở Trần liệu có phải là bị cường giả của Cửu Huyền Môn truyền tống lực lượng hay không, bằng không, sao có thể mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy? Trên đời này thật có thiên kiêu tuyệt diễm kinh thể như thế sao? Mạc Vô Ưu nhàn nhạt nhìn Sở Trần. Trước mặt Sở Trần, Tiểu Vô Ưu, người luôn được ca tụng là thiên tài, luôn có cảm giác hàng giả gặp hàng thật. Ngày mai mấy giờ xuất phát? Sở Trần hỏi, Mạc Lão không yên tâm để một mình em đi, cho nên ngày mai anh sẽ cùng em đến núi Tây Tiểu Son. Thời điểm ước định với môn chủ, giọng nói của Mạc Vô Ưu vừa dứt, liền bị Sở Trần cắt ngang. Tiểu Vô Ưu, ngày đó anh đưa Tinh Vân lệnh giao cho em chính là môn chủ của Tinh La Môn. Mạc Vô Ưu lấy ra Tinh Vân lệnh trong tay cô, tâm trạng của cô có chút phức tạp. Đột nhiên trở thành môn chủ của Tinh La Môn, Mạc Vô Ưu thật sự không có chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Ninh Nguyên Thủy. Mạc Võ Ưu vô ý thức gọi hắn là môn chủ với vẻ kính trọng. Hãy nhớ, em chính là người thừa kế do La Vân Đạo Tôn lựa chọn. Sở Trần nghiêm nghị nói, xét về bối phận, em so với bất cứ ai trong Tinh La Môn đều tôn quý hơn. Ngoài ra, đừng quên, nếu như không có tấm Tinh Vân lệnh này, em và Mạc Lão sẽ bị bọn họ đuổi ra khỏi Tinh La Môn ngay lập tức. Nghe vậy, Mạc Võ Ưu vô thức nắm chặt Tinh Vân lệnh trong tay, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngày mai em nhất định sẽ giành chiến thắng. Mạc Vô Ưu có lòng tin đối với bản thân, tuy còn tuổi còn trẻ nhưng rất ít người trong thế hệ trẻ Tinh La Môn có thể so sánh được với cô. Hơn nữa, sau trận chiến với Vu Thần Môn, kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Vô Ưu đã được cải thiện rất nhiều, cô tự tin rằng mình có thể đánh bại đại đệ tử của Ninh Nguyên Thủy, Giản Lữ Thế. Em đã hẹn với bọn họ xong thời gian, là 12 giờ trưa ngày mai, tại sườn núi Tây Tiểu Sơn. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần. Mạc Vô Ưu cảm thấy, nếu Sở Trần có thể đi cùng cô, có sẽ có sự yên tâm không thể giải thích được. Em luyện thêm một chút, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Sở Trần ở trong Tinh La Tiểu Điếm 2 tiếng đồng hồ, chỉ điểm Mạc Vô Ưu công phu quyền cước. Khi về đến nhà, hắn thấy Tống Nhan vẫn còn ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Bà xã, em đang đợi anh về sao? Sở Trần chơ chẽn cúi người. Trong đầu Tống Nhan chợt lóe lên hai từ, luyện tập của Sở Trần. Cô vô ý thức tránh Sở Trần, rồi nói, tối nay, cha nói rằng đã có chút động tĩnh tại Kim Than City, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong 24 giờ tới, Hoàng gia sẽ nhận thua, cái giá phải trả, chính là hai tay đem Kim Than City nhường ra. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần bằng ánh mắt có chút nóng bỏng. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, gia tộc giàu có số một Thiền Thành đã bị cưỡng bức đến trình độ này, Sở Trần có thể nói là muốn nghịch thiên. Phải biết. Khi Sở Trần tuyên bố sẽ đổi chủ Kim Than City, căn bản không ai tin điều đó, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy nó, điều này đã sắp trở thành hiện thực. Đêm này, đối với giới ỷ kinh doanh Thiền Thành mà nói, được định sẵn là một đêm không ngủ. Kim Than City không chỉ là hạch tâm của Hoàng gia, mà còn là trung tâm phát triển thịnh vượng nhất của Thiền Thành. Những biến động gần đây ở Kim Than City đều dính dàng tới giới kinh doanh Thiền Thành. Từ một số chi tiết biến động, rất nhiều người đã ngửi thấy một bầu không khí khác thường. Hoàng gia, sắp nhận thua à. Một mực chống đỡ để giữ lấy bộ mặt của gia tộc giàu có số một của Thiền Thành, xem ra Hoàng gia đã nhận ra rằng tiền tài quan trọng hơn thể diện. Thiếu một cái Kim Than City,
sẽ phế bỏ năm thành thực lực hoàng gia, nhưng với nội tinh của hoàng gia tại Thiền Thành, muốn một lần nữa tái khởi, cũng không khó. Nếu là nửa tháng trước, ai dám để nói hoàng gia thua trong tay Tống gia? Ta đột nhiên nhớ tới hoàng đại gia một lần kia đối với Tống gia phong sát, nguyên nhân gây ra sự tình ngày hôm nay, tựa hồ bắt đầu chính là từ một lần kia phong sát, mà lại, càng thêm không ai có thể nghĩ tới, người Tống gia có khả năng lật tay thành mây trở tay thành mưa, vậy mà là vị cô gia ở rể từng có tiếng đồ đần kia. Tống Thiên Dương quả là nhặt được bảo bối. Giới kinh doanh Thiền Thành rung chuyển chỉ trong một đêm. Ninh Tử Châu ngồi trước cửa sổ kính tại phòng tổng thống của khách sạn, chẽn tay cầm ly rượu đỏ, ngắm nhìn Kim Than City rực rỡ phía xa, trên mặt nở nụ cười. Mặc dù mất một chút thời gian, có điều, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc. Ninh Tử Châu nóng lòng muốn rời khỏi Thiền Thành. Đầu tiên, anh ta không muốn gọi Sở Trần là thúc nữa. Thứ hai, đối với Ninh Tử Châu, trận chiến kinh doanh ở thành phố Thiền Thành này không có chút kỹ thuật gì. Hoàn toàn dựa vào mạng lưới giao thiệp và nguồn tài chính của Ninh gia, dùng một cách đơn giản nhát và thô lỗ, đánh tan Hoàng gia. Mấy ngày qua, Ninh gia cũng tổn thất không ít. Tất nhiên, sự khổng lồ của Ninh gia mà nói, điều này nằm trong mức chấp nhận được. Thiếu gia, ngày mai chúng ta sẽ trở về để tiếp tục công việc trước kia. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng Ninh Tử Châu. Đúng vậy, nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ bị người khác ăn chặn. Hai mắt Ninh Tử Châu sáng lên, đối với hắn mà nói, sân khấu Thiền Thành quá nhỏ. Đúng rồi, còn có một tin tức khác, người đàn ông trung niên do dự một chút, nói nhỏ, tôi thảm dò được, hôm nay Sở Trần xác thực đi tới tòa nhà Cửu Thành, cũng đã gặp Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Nghe vậy, Ninh Tử Châu không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy chờ mong, không nhịn được nóng lòng nói, như thế nào, Sở Trần rốt cuộc đã được dạy cho một bài học rồi, ha ha ha. Ninh Tử Châu cảm thấy vui mừng không giải thích được, dù không có thù oán lớn nhỏ gì với Sở Trần nhưng anh ta cảm thấy không vui khi đường đường là Thiên Nam thập đại thiếu gia lại phải gọi Sở Trần là sở thúc ở nơi công cộng. Ninh Tử Châu cực lực bài xích mối quan hệ này, anh ta không thể làm gì được Sở Trần, nhưng nếu nghe tin Sở Trần bị dạy cho một bài học, anh ta vẫn sẽ rất vui mừng. Người đàn ông trung niên thấy Ninh Tử Châu trông vui vẻ như đang ăn mứt táo, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, cái này, thiếu gia. Sự thật lại ngược lại, Sở Trần đã đánh đem Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đánh bại, hiện tại vị quyền si này, vẫn một mực đi theo Sở Trần đến Thiền Thành. Cái gì, trong mắt Ninh Tử Châu đều như muốn lồi ra, khó có thể tin, làm sao có khả năng, trái tim Ninh Tử Châu đột nhiên đập dữ dội, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, không phải đã vượt qua cấp bậc tông sư sao? Ninh Tử Châu sửng sốt, một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu, vô ý thức liền nín thở. Nếu như là thật, Ninh Tử Châu tự lẩm bẩm, với thực lực của Sở Trần, vừa vặn phù hợp điều kiện kia, nói không chừng, sự kiện kia, Sở Trần có thể làm được. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Châu hai mắt chợt sáng lên, anh ta đứng dậy ngay lập tức. Người đàn ông trung niên dường như đã đoán được ý của Ninh Tử Châu, do dự một hồi, thiếu gia, ngày mai ngài có đi gặp Sở Trần không? Vẻ mặt Ninh Tử Châu nhanh chóng lóe lên một chút do dự, sau khi đến Thiền Thành, anh ta một mực tránh né Sở Trần. Thậm chí còn thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Sở Trần. Nhưng bây giờ, sau khi đã khẳng định được thực lực của Sở Trần đã vượt quá trình độ của một tổng sư, nội tâm của Ninh Tử Châu dã dao động. Sự kiện kia, e rằng chỉ có Sở Trần mới có thể làm được. Được rồi, Ninh Tử Châu nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Không phải chỉ là một tiếng, sở thúc thôi sao, nhịn một chút mọi chuyện liền đi qua. Đêm đó, giới kinh doanh Thiền Thành bùng nổ. Tin tức về việc Hoàng gia đã hoàn toàn rút khỏi Kim Than Plaza đã được xác nhận, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuộc chiến kinh doanh giữa hai nhà Tống Hoàng đã đến hồi kết thúc. Tống gia đại thắng, hạ bệ Hoàng gia, Kim Than City đã đổi chủ chỉ sau một đêm, Tống gia sắp trở lại thời kỳ đỉnh cao. Trời ơi, dường như tôi đã quên rằng Tống gia đã từng là một ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành. Lần tổn thất này của Hoàng gia không thể đo lường a, về phần tài lực, trực tiếp từ Thiền Thành đệ nhất hào môn. Rơi xuống đến Thiền Thành nhị lưu thế ra đi. Thực sự rất khó để ước tính ảnh hưởng của Hoàng gia về việc đổi chủ Kim Than City, nhưng chắc chắn là người Hoàng gia bây giờ cực kỳ hận thấu sọng vị ở rể của Tống gia kia. Bệnh viện, giữa phòng bệnh, không thể, chuyện này làm sao có thể xảy ra, nhất định sẽ không. Hoàng Ngọc Hằng sắc mặt vặn vẹo, ngồi ở trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy hận ý cùng tức giận, toàn thân kịch liệt run rẩy. Vì sao chứ, vì cái gì không đánh được Sở Trần. Vẻ mặt Hoàng Vũ chua xót, chỉ bằng Sở Trần có thể liên hợp thế lực chín nhà vây quét Hoàng gia,
chỉ bằng Sở Trần có thể làm cho Ninh gia không tiếc đại giới trọng kích Hoàng gia, chỉ bằng Sở Trần có thể đối mặt với Liên Minh Tông sư Cửu Thành cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Con nói, nhân vật yêu nghiệt như vậy, chúng ta làm sao đấu? Hoàng Ngọc Hằng nắm chặt nắm đấm, mặt nổi gân xanh, nhưng con không cam tâm, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Thứ con mất đi bây giờ không chỉ là đôi chân, ngay cả Yên Nhi hai ngày liền đều không trả lời cuộc gọi của con. Con đã thề, nhất định phải làm cho Sở Trần thản bại danh liệt, chết không yên lành. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hằng trở nên điên cuồng, nhất là khi nhắc đến Diệp Yên, toàn thân hắn run lên. Nửa tháng trước, hắn cao hứng biết bao, ôm mỹ nhân trở về Thiền Thành, trong lòng tràn đầy hoài bão muốn làm ra sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng cuộc đời anh ta đã có một bước ngoặt lớn, sau khi anh ta phế bỏ một lão nhân không để vào mắt, từ đây chuyển biến cực lớn. Hai chân bị phế bỏ, nữ nhân rời đi, gia tộc bị trọng thương, tất cả những thứ này đều do Sở Trần ban tặng. Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng sẽ có điểm yếu. Hoàng Ngọc Hằng cố hết sức trấn tĩnh, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo vô cùng, chỉ cần một ngày nào đó Sở Trần còn ở lại Thiên Thành, ta nhất định có thể tìm được nhược điểm của hắn, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Con yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm mọi thứ về Sở Trần. Hoàng Vũ cùng trầm giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ hận ý. Ông ta cũng vô cùng hận Sở Trần. Sáng sớm, mặt trời mọc. Sở Trần gọi Tống Thiêu trên Mai Hoa Thung xuống, thay quần áo đi, ta đưa cậu đi một nơi. Nghe vậy, mắt Tống Thu sáng lên, lập tức nhảy khỏi Mai Hoa Thung, anh rể, chúng ta đi đâu vậy? Núi Tây Tiểu Sơn, Sở Trần ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng đang ở trên Mai Hoa Thung, nghĩ không ra, vị Hoàng Phủ Minh Chu này vậy mà sáng sớm cũng lên luyện tập cùng Tống Thu, Hoàng Phủ Minh Chủ, ngài không cần đi, ta chỉ để cho Tiểu Thu làm tài xế. Hoàng Phủ Hòa Ngọc gật đầu. Sau khi nghe Sở Trần nói mục đích, ông ta thật sự không có nhiều hứng thú. Ông ta không thích ý eo núi. Khi Tống Thu nghe nói điểm đến là Tây Tiểu Sơn, cậu cũng cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Còn không bằng ở lại luyện quyền với Hoàng Phủ Minh Chủ. Một người thầy tốt như vậy, cả Thiền Thành đương nhiên không tìm được người thứ hai, ngoại trừ anh rể cậu. Sau khi lái xe ra ngoài, Sở Trần yêu cầu Tống Thu đến Tinh La Tiểu Điếm trước. Anh rể hẹn vô ưu tiểu cô nương cùng nhau leo núi sao? Tống Thu đột nhiên nhìn Sở Trần bằng ánh mắt kỳ quái. Anh rể tỏ ra khá quan tâm đến vô ưu cô nương này. Tuy rằng vô ưu tiểu cô nương mới 17 tuổi nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân. Tống Thu ngay lập tức lấp đầy vô số kịch bản trong đầu. Thần sắc hiện lên một vòng dãy giụa, quá khó khăn, là mờ một mắt nhắm một mắt, hay đến chỗ chị ba để vạch trần anh rể. Tống Thu có chút thất thần, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ. Sở Trần nghi hoặc nhìn Tống Thu. Khi xe dừng ở lối vào Tinh La Tiểu Điếm, Tống Thiêu cuối cùng đã hạ quyết tâm, dự khoát ngẩng đầu lên, anh rể, chỉ bằng việc anh đưa em ra ngoài, như thế là tín nhiệm em nhất định sẽ kín tiếng như bình. Sở Trần sửng sốt nhìn Tống Thu, nhìn thoáng qua Mạc Phụ Yêu Mặc đã đi ra khỏi cửa, Sở Trần lập tức hiểu ý Tống Thu, liền tát cho cậu ta một cái, hôm nay, Tiểu Vô Yêu cùng người của Tinh La Môn hẹn nhau một trận tỷ võ tại Tây Tiểu Sơn. Ta mang ngươi theo để trải nghiệm một chút, nếu còn nói hưu nói vượn thì cút về cho ta. Tống Thu ngượng ngùng, không còn dám lên tiếng. Lúc này, Tiểu Vô Ưu đã mở cửa xe chậm rãi lái về phía Tây Tiểu Sơn. Khi tới gần Tây Tiểu Sơn, Tiểu Vô Ưu nhắm mắt dưỡng thần, trong khi vẻ mặt của Tống Thu ngày càng kích động. Anh biết rất rõ, kiểu đánh nhau này gay cấn hơn bất kỳ cuộc đấu đá nào mà cậu từng thấy trong quyền quán. Đây là trận chiến giữa những người giới cổ võ. Đó cũng là điều mà Tống Thu khao khát tới. Tống Thu nhìn Sở Trần bằng ánh mắt nóng bỏng, nếu không phải có anh rể, cả đời này cậu rất khó để tiếp xúc với những người ở cấp độ này. Tống Thu nhìn không được thổ lộ, anh rể, sau này dù không phải là tỷ võ, em cũng sẽ không nói với chị ba đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.